Từ thiên lao ngục tốt bắt đầu giới thiệu vắng tắt. Xuyên qua trở thành thiên lao ngục tốt, nhìn không tới một chút hy vọng, nhưng không ngờ tại đem hái hoa tạc ném vào phòng giam đóng thời điểm, một quyển ngục thư triển khai ở trước mắt của hắn, ngục thư tự động mở ra. Phạm nhân Lưu tam trọng cấp bậc tội lỗi Tam tinh võ đạo cảnh giới Thông mạch thất trọng, tình trạng Bị giam giữ, tỷ lệ tham gia bắt giữ một phần trăm lợi nhuận. Năm điểm tu vi, canh giờ. Quyển sách còn có tên Thiên Lao Đường Sai Trăm Năm, rời núi tức vô địch, nhân tại Thiên Lao, toàn thế giới cũng không biết những kia đại năng cường giả chính là ta, nữ thần bởi vì thích của ta long mà cho ta phát thể người tốt, vân vân. Chương 1 Xuyên qua trở thành thừa kế võng thế ngục tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, See. C. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Lịch Thanh Phong liền luôn cảm giác ngực đè một khối nặng trịch tảng đá, bất kể là đi đường hay là ngồi xuống nghỉ ngơi, đều thủy chung có chút không thở nổi cảm giác. Giờ phút này, Lịch Thanh Phong nhìn vào gương đồng trước mắt. Trong gương là một thiếu niên 16-17 tuổi, thân thể thon dài, dung nhan tuấn tú, quả thực chính là hình dung chân thật về câu thơ người lạ như ngọc này. Nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt tới cực điểm, trên gương mặt tái nhật lại quỷ dị tồn tại một vệt hát quan nồng đậm. Sắc mặt biến thành màu đen, ảm đạm không ánh sáng mà lại tái nhật như tờ giấy. Chỉ là chưa tới 10 ngày mà thôi. Trong thiên lao hung sát chi khí, yêu tà chi khí đối với thân thể ảnh hưởng lại lớn như vậy sao? Chiếu như vậy đi xuống, sợ là cũng không cần đợi đến yêu ma kiếp ngục loại này sự kiện lớn phát sinh, ta liền muốn bước cái kia tiện nghi lão cha theo sau, chết kiều rồi. Hắn là một kẻ xuyên Việt tiền thân cũng gọi là lịch thanh phong xuyên qua tới cùng ngày lịch thanh phong tại cái này dị thế giới duy nhất thân nhân cái kia tiện nghi lão tía cũng đã hạ tán cũng là như thế hắn vừa xuyên qua tới không biết làm thế nào bị cơ hội tất cả mọi người cho rằng là chịu không nổi phần đã kích này ngay sau đó lịch thanh phong liền dựa theo quy củ của ngục tốt đại đường tịch phụ tử tử thế trở thành một gã thiên lao ngục tốt quan vinh vừa xuyên qua là có thể trực tiếp lấy được biên chế Lịch Thanh Phong ngay từ đầu là rất vui vẻ, dù sao không cần đi làm bài trong trấn nhỏ, vả lại ngục tốt dầu mỡ cũng không ít. Lương bổng và dầu ăn của một ngục tốt có thể dễ dàng nuôi sống một nhà ba người. Nhưng đợi đến khi hắn lục tục hiểu được tiện nghi lão cha của hắn vì sao không đến 40 tuổi đã chết, hiểu được thiên lao rốt cuộc là dạng gì, mới hối hận không kịp. Thiên lao không phải là ngục tù của kiếp trước. Thế giới này cũng không phải là một thế giới bình thường. Nơi này là một cái võ đạo có thể thông thần, yêu ma làm loạn thế giới. Chỉ là tại đương kim vị hoàng đế này tại vị trong thời gian 30 năm, tòa thiên lao này liền phát sinh qua không dưới 20 lần yêu ma kiếp ngục đại sự kiện. Mỗi một lần yêu ma kiếp ngục thời điểm, thiên lao ngục tốt đều là đứng mũi chịu sào quỷ xui xẻo, thậm chí bọn ngục tốt còn không có rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liền cơ hồ toàn bộ chết vào yêu ma những kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn dưới coi như may mắn không có chết ở loại này yêu ma kiếp ngục tai nạn bên trong, sống sót ngục tốt cũng sẽ giống như hắn cái kia tiện nghi lão cha giống nhau, tại này thiên lao hung sát khí, âm tà khí ăn mòn dưới bất tri bất giác bệnh nặng chết đi. Phải biết rằng, thiên lao này tại đại đường triều đình thành lập lúc mới bắt đầu liền đứng sừng sững ở chỗ này, chính là triều đình giam giữ tử hình phạm trọng hình chỗ ở. Vô số tà ma và hung thủ bị giam giữ ở đây. Thiên lao tuổi tác giống như đại đường, đều là 771 năm. Quanh năm suốt tháng, hung sát chi khí, yêu tà chi khí các loại tà ác khí tức đã sớm thâm căn cố đế trong thiên lao này, nồng đậm giống như tử địa. Hơn nữa hôm nay trời lao âm lạnh ẩm ướt không thấy ánh mặt trời. Quanh năm đứng ở dưới hoàn cảnh như vậy, thân thể bị những hung sát chi khí này, yêu tà chi khí ăn mòn, tự nhiên sẽ tổn thương ngũ tạng lục phủ, tuổi thọ thậm chí năng lực sinh sản đều có thể chịu ảnh hưởng này. Theo thống kê, tuổi thọ trung bình của thiên lao ngục tốt chỉ có không đến 30 tuổi, cho dù là ngục tốt may mắn tránh được tai họa cướp ngục mấy lần, trường thọ nhất cũng khó có thể sống quá 50 tuổi. Có gia tộc ngục tốt thậm chí bởi vậy mà đã sớm chết hết, biên chế thế tập tổn hại không ai đến kế thừa. Bộ thân thể này vốn là bởi vì tiện nghi lão cha bị hung sát chi khí ảnh hưởng, do đó có tiên thiên thiếu hụt. Chiếu theo tình huống hôm nay, sợ là qua vài năm nữa, ta cũng muốn đi theo nấc trắm đến lúc đó lịch gia cũng sẽ hoàn toàn chết hết, thế tập tổn thế biên chế cũng đem không người kế thừa. Loại nghề nghiệp nguy hiểm này, lúc ấy sao tôi lại vui vẻ tiếp nhận như vậy? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đây là ngục tốt tịch, tương tự với kiếp trước cổ đại vương triều tượng tịch, tại ngục tốt tịch gia tộc người, chỉ có thể đời đời làm ngục tốt. Nếu ta dám cả gan thoát khỏi cái nghề này, chỉ sợ ngày mai sẽ lấy thân phận phạm nhân trở lại thiên lao chờ thu hậu vấn trảm lịch thanh phong tâm tư nặng nề thay xong áo bào chế thức của ngục tốt trong đầu thì vẫn suy tư khả năng phá cục không thể từ chức muốn không chết sớm vậy chỉ có một con đường luyện võ đây là thế giới võ đạo thông thần cứ việc mấy ngày nay lịch thanh phong nhìn thấy người cũng không có biểu hiện được bao nhiêu lợi hại những kia nghe nói võ giả võ giả phạm nhân võ công cao cường cũng như thường bị thiên lao bình thường tra tấn đến người không giống người quỷ không giống quỷ nghe nói võ đạo nếu tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể dễ dàng làm đến bách tà bất xâm, bách bệnh bất sinh trình độ. Mà ở trong thiên lao này làm ngục tốt, ngoại trừ hung sát chi khí, yêu tà chi khí ăn mòn, còn có lúc không thường xuyên tới một lần cướp ngục sự kiện. Chỉ có võ đạo bên người mới có càng lớn cơ hội sống sót. Càng suy nghĩ, Lịch Thanh Phong lại càng cảm thấy suy nghĩ này không có vấn đề. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn lại trầm mặt. Lịch gia đi lên mấy đời 18 mới miễn cưỡng có một cái võ giả, còn vẹn vẹn chỉ là một cái huyết khí cảnh võ giả. Nói cách khác lịch gia cũng không có gia truyền võ học. Mà hắn thân thể này tiên thiên liền có chỗ thiếu hụt, càng không có khả năng có cái gì võ giả có thể coi trọng hắn tư chất giáo sư hắn võ đạo. Coi như thật sự có võ giả nguyện ý dạy dỗ hắn, hắn nho nhỏ này ngục tốt bỗng lộc nuôi sống gia đình còn được, muốn bằng cái này đi luyện võ nhưng là điều kiện xa xa không đủ vẫn là con đường chết a à. quan mang trong mắt lịch thanh phong ảm đạm đi xuống cũng ngay tại lịch thanh phong đối với tương lai của mình lo lắng trùng trùng thời điểm hắn đã đến thiên lao tiểu lịch mau tới đây lịch thanh phong ngẩng đầu chỉ thấy một cái sắc mặt so với hắn còn muốn tái nhật trung niên ngục tốt đứng ở nơi đó nhìn hắn đây là trương tam là lịch thanh phong cái kia tiện nghi lão cha khi còn sống hảo hữu mấy ngày nay cũng nhờ có trương tam chiếu cố lịch thanh phong mới có thể tương đối thuận lợi quen thuộc ngục tốt chức trách trương thúc đến rồi lịch thanh phong nhanh chóng đi tới trương tam chỉ đưa tay khoa tay múa chân để hắn đuổi theo liền trực tiếp xoay người đi tới phòng giam sâu thẳm hơn lịch thanh phong nhanh chóng đuổi theo một đường hôn ám ẩm ướt trong không khí tràn ngập một ít mùi vị kỳ quái khó ngửi đi ướt chừng một chén trà hai người đã đến trước một gian phòng giam phòng giam nơi này đều được làm từ những cây cột được đúc bằng thép bách luyện mỗi một cây cột đều to bằng miệng bát xuyên qua khe hở giữa các cây cột nhìn vào trong phòng giam âm u đến cực điểm có một phạm nhân ngồi trong góc lúc này trương tam mở miệng nói ngươi chờ ở đây ta đi vào mang phạm nhân ra lịch thanh phong rất là cung kính mở miệng nói vâng trương tam mở cửa lao đi vào một hồi âm thanh sầm xì truyền đến một lát sau trương tam đi ra còn kéo theo một người một tù nhân mặc đồng phục tù nhân phạm nhân này nửa chết nửa sống bị trương tam dùng tay trái kéo ra sau đó một cước nhét vào sau lưng phạm nhân trực tiếp lăn tới trước mặt lịch thanh phong một cổ mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi hôi thối tràn ngập ra lịch thanh phong nương theo ánh lửa đuốc trên vách tường nhìn lại chỉ thấy trên người phạm nhân này cơ hồ tìm không thấy một chỗ không có vết thương vị trí của con cháu càng loang lỗ vết máu thậm chí đã có dòi bò lên một màn này làm cho da đầu lịch thanh phong tê dại kim dưới hán lạnh lẽo thật ác độc trương tam giúp một tay kéo đến phòng giam vâng hai người một người cầm lấy cái này phạm nhân một cánh tay cứ như vậy kéo đi về phía trước đi qua mặt đất lưu lại đáng sợ vết máu cùng một ít lung tung lăn lộn dòi bò trương thúc người này đã phạm phải chuyện gì thảm như vậy còn muốn đi thượng hình. Thảm. Trương Tam Mặt. So với chuyện hắn làm, đây không tính là thảm. Tên này tên thật là Lưu Tam Trọng, ngoại hiệu Hoa Hồ Điệp, ở trên giang hồ coi như là tiếng tâm lừng lẫy một cái hái hoa tặc, hơn nữa người này nội tâm biến thái đến cực điểm. Tìm thư uyển chấm giao su com những năm gần đây bị hắn tai hòa lương gia phụ nữ không nói có hơn một ngàn, năm bảy trăm người là tuyệt đối có. Lục Ác Ti đuổi theo tên này nhiều năm cũng không bắt được hắn. Lục Ác Ti nhiều lần tỉ mỉ bố trí cạm bẫy càng là đều bị tên này đào tẩu, nhưng không nghĩ tới tên này dĩ nhiên to gan lớn mật đến cực điểm, nửa tháng trước cư nhiên đem chủ ý đánh vào tướng quốc thiên kim trên người. Đây chính là tướng quốc phủ cao thủ như rừng. Loại dâm tặc này, cho dù chết một ngàn lần cũng không đủ để hoàn trả tội, ngươi còn cảm thấy hắn rất thảm sao lịch thanh phong nghiêng đầu nhìn về phía tên hái hoa tặc bị kéo trên mặt đất đây dĩ nhiên là hái hoa tặc hắn nên chết nên lăng trì xử tử trương tam được rồi hình phòng ngươi cũng không cần đi vào miễn cho ngươi quay đầu lại bị dọa đến xin nghỉ liền ở cửa chờ đi vâng chú trương cửa lớn hình phòng đóng lại không bao lâu bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm thậm chí có mùi thịt nướng truyền ra. Cũng may đã tại Thiên Lao đi làm hơn hai ngày thời gian, Lịch Thanh Phong đã sẽ không lại như ngày đầu tiên như vậy trực tiếp đem ngày đầu cơm tối cho đều nhổ ra. Ước chừng nửa canh giờ sau, két một tiếng, cửa lớn hình phòng mở ra. Trương Tam kéo hái hoa tặc đi ra, trực tiếp một cước đem hái hoa tặc sụi lơ không ra người này đã tới bên người Lịch Thanh Phong. Chó chui vào. Khiến cho bên trong khắp nơi đều là dòi bọ và máu. Tiểu lịch, Ngươi đem người này nhốt về phòng giam số 13 quý tự đi. Lịch Thanh Phong hơi sửng sốt. Ta. Ta đi một mình. Trương Tam. Sợ cái gì? Mua vào đều bị dày vào thành như vậy, cho dù là đứa bé 3 tuổi cũng có thể thoải mái đắn đo nó. Mau đi mau đi. Đừng lê mê. Đóng kỹ rồi đến hình phòng, còn có việc khác. Chương 2. Ngục sách. Cẩu đạo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Lịch Thanh Phong nuốt một ngụm nước miếng, nắm lấy cổ áo hái hoa tặc, kéo đi vào sâu trong thông đạo. Bốn phía âm u đến cực điểm, không khí ẩm ướt như hồi nam thiên kiếp trước, trên vách tường đều treo những giọt nước có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ thông đạo trong phòng giam, cứ cách ba trượng mới có một ngọn đuốc không sáng lắm. Thời điểm gió đột nhiên thổi lên, ánh lửa tán loạn, bóng người nhảy lên, vết máu lưu lại trên mặt đất càng trở nên đáng sợ, giống như thật sự có vô số ác quỷ ẩn núp trong thông đạo này. Nhưng lúc này, Lịch Thanh Phong cũng không có dư thừa tinh lực đi sợ hãi. Si, xi. Si. Lịch Thanh Phong kịch liệt thở hỗn hỉnh, giang nàng kéo theo tên hái hoa tặc giống như đã chết kia. Tốn thời gian cơ hồ một khắc đồng hồ, hắn mới đem này nửa chết nửa sống hái hoa tặc kéo tới quý tự số 13 phòng giam. Giang nàng đem kéo vào phòng giam về sau, Lịch Thanh Phong liền đặt mông ngồi ở phòng giam mặt đất cỏ khô bên trên. Hắn thở hổn hển. Nhất định phải nghĩ biện pháp tu luyện võ đạo, bằng không thì chỉ là đem phạm nhân kéo tới kéo lui loại công việc này, ta liền sớm muộn phải mệt chết. Đây chỉ là kéo đi, tuy nói thêm công xiền nặng chừng trăm cân, nhưng thân thể này cũng quá yếu. Ngồi ở trên cỏ khô miên mang suy nghĩ một hồi, cảm giác khí tức vững vàng một chút, thể lực cũng khôi phục không ít, hắn lúc này mới cầm lấy cây cột sắt thép chậm rãi đứng lên, chuẩn bị khóa cửa phòng lại đi hình phòng báo cáo. Theo thanh âm xích sắt trầm trầm vang vọng, nương theo một tiếng tạp thác, khoảnh khắc khóa sắt thật lớn khóa lại, Lịch Thanh Phong chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cổ cảm giác mê muội nồng đậm. Chẳng lẽ là hạ đường huyết? Đang lúc trong đầu Lịch Thanh Phong nổi lên ý niệm này, hắn phản phất nhìn thấy một quyển sách màu xám do vô số xiềng xích màu đen cuốn quanh chậm rãi hiện ra trước mắt hắn quyển sách màu xám này mặt trên, hiện ra hai cái cổ xưa, trang trọng, túc mục đến cực điểm chữ to. Theo lịch thanh phong hướng tới ngục thư nhìn chăm chú quá khứ, chỉ thấy này ngục thư phía trên hắc sắc xiền xích hướng thư tịch bốn bên lui đi, trang sách cũng tự động lật ra. Trang thứ nhất bị nhanh chóng lật qua, trang thứ hai nội dung hiện ra ở lịch thanh phong trước mắt. Chỉ thấy trên trang thứ hai, có người và chữ viết hiện ra. Người nọ miêu tả một nam tử ánh mắt hèn mọn, dáng người ngắn ngủn, tướng mạo không tính là đẹp trai, nhưng cũng không tính là xấu bao nhiêu. Phạm nhân Lưu tam trọng cấp bậc tội lỗi Tam tinh võ đạo cảnh giới Thông mạch thất trọng, tình trạng Bị giam giữ, tỷ lệ tham gia bắt giữ Một phần trăm lợi nhuận Năm điểm tu vi, canh giờ, phía dưới cùng là một vài bức thủy mạc hình ảnh sóng gần lăng tăng, nhấn vào vừa nhìn, chính là nội dung hái hoa tặc lưu tam trọng hành hạ đến chết nữ tử rồi sau đó thừa dịp còn nóng. Tất cả đều là tồn tại giống như video kiếp trước. Những hình ảnh biến thái đến cực điểm kia, đem lịch thanh phong nhìn đến một trận ghê tẩm cùng sẩn gai ốc. Biến thái bực này. Thật đáng chết. Nên thiên đao vạn quả. Phẫn nộ rất nhiều, lịch thanh phong cũng chợt tỉnh ngộ lại, nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ nồng đậm kinh hỉ cùng kích động. Đây là người xuyên việt ngoại quải. Đây là ngón tay vàng của ta. Trong khi đó, lịch thanh phong phúc chí tâm linh, hiểu được này, ngục thư chính là một kiện huyền kỳ không tên vật, chỉ cần là hắn tham dự bắt giữ thân mang tội nghiệp người, đều sẽ bị quyển này, ngục thư thu vào trong đó. Mà những tội nhân được thu vào trong đó, cũng sẽ căn cứ vào cấp bậc tội nghiệp cùng thực lực cảnh giới cao thấp, cùng với độ tham dự bắt giữ của lịch thanh phong khi bắt tội nhân này để cung cấp cho hắn lợi ích tu vi khác nhau. Chỉ là, đây cũng coi như là tham gia bắt giữ sao. Cái này lưu tam trọng bị bắt vào thời điểm, ta còn không có xuyên qua đây, chỉ là đem nó từ phòng hình sự mang tới phòng giam giam lại, cũng coi như có một phần trăm bắt giữ tham dự độ. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ là cái này một phần trăm bắt giữ tham dự độ chính là để cho tên tội phạm này có thể cho ta mỗi canh giờ cung cấp 5 điểm tu vi. Vậy nếu là cái này hái hoa tặc là do ta hoàn toàn độc lập bắt về quy án, Bắt giữ tham dự độ 100%, vậy có phải hay không một canh giờ liền có thể cho ta cung cấp 500 điểm tu vi. Lịch Thanh Phong không xác định, nhưng hắn biết, nếu là có thể có 100% bắt giữ độ tham dự, tu vi lợi nhuận tuyệt đối là trước mắt gấp 10 lần không chỉ. Nhưng đây lại là chuyện không thể nào. Đừng nhìn này hái hoa tạc lưu tam trọng giờ phút này hấp hối, liền ba tuổi tiểu hài tử đều có thể dễ dàng đắng đo hắn nhưng người ta lại là thông mạch thất trọng võ đạo cao thủ. Thế giới này võ đạo cảnh giới, lấy lịch thanh phong mấy ngày nay hỏi thăm biết được, cũng chỉ biết được phía trước năm cảnh giới chính là huyết khí cảnh, thông mạch cảnh, tụ khí cảnh, thuế phạm cảnh, bảo đan cảnh. Mà bản thân hắn lại ngay cả huyết khí cảnh một trọng cũng không tính là, nếu thật ở bên ngoài thiên lao gặp phải cái này thông mạch bảy trọng hái hoa tặc, hắn chính là có một trăm cái tánh mạng cũng không đủ đối phương giết. Người phải biết đủ vui vẻ hiện nay chỉ cần nằm treo máy là có thể đạt được tu vi đã rất tốt vạn không thể mơ mộng cao xa ta hiện tại muốn làm chính là tiếp tục làm như cái gì cũng không có phát sinh khiêm tốn cẩu xuống chậm rãi dựa vào ngục thư tăng lên thực lực chờ về sau thực lực cường đại lại đi cân nhắc cái khác cũng là lúc này thanh âm trương tam từ ngoài cùng thông đạo truyền đến tiểu lịch xong việc chưa hắn đã chậm trễ quá lâu chỉ là đem phạm nhân kéo vào đã hao phí một khắc đồng hồ thời gian, sau đó ngồi nghỉ ngơi vài phút, sau khi xuất hiện lại ở chỗ này ngây ngốc vài phút. Có lẽ là chú Trương lo lắng cậu đã xảy ra chuyện, lúc này mới đến hôn một tiếng. Xong việc rồi. Vừa nói, Lịch Thanh Phong vừa chạy chậm ra ngoài. Sau đó là đi theo Trương Tam cùng mấy ngục tốt khác đưa cơm cho phạm nhân, quét dọn mặt đất cùng hình phòng các loại công việc. Một canh giờ sau, Lịch Thanh Phong bớt chút thời gian nhìn thoáng qua, ngục thư. Chỉ thấy bộ sách màu xám bị xiềng xích màu đen cuốn quanh chậm rãi mở ra. Lần này, sách tù không trực tiếp bỏ qua trang đầu tiên. Trang thứ nhất nội dung hiện ra ở Lịch Thanh Phong trong mắt, tìm thư uyển www chấm com trang này rõ ràng chính là ghi chép hắn các loại tin tức. Đầu tiên chính là dung nhan tuấn tú của hắn. Đi sang, ác. Khuyết tật, võ đạo cảnh giới không, không, năm mươi, công phát. Vô, có thể dùng tu vi. Năm, mặt bản rất là rõ ràng đơn giản, quả thật gia tăng năm điểm tu vi, xem ra thật là chỉ cần treo máy là có thể đạt được tu vi. Mà tu vi tự hồ có thể trực tiếp thêm điểm ở trên cảnh giới võ đạo. Trạng thái suy yếu. Hẳn là đối ứng với bệnh tật thân thể hắn giờ phút này cùng hung sát chi khí yêu tài chi khí ăn mòn. Thăng cấp võ đạo cảnh giới cần tổng cộng 50 điểm tu vi, cũng chính là phải đợi 10 canh giờ. Đây là ngón tay vàng kiếp trước thêm chút lưu võng văn sao. Nếu như ta đem võ đạo cảnh giới 50 điểm tu vi tăng thêm, có phải hay không liền có thể trực tiếp bước vào huyết khí cảnh tầng 1? Nhưng muốn nghiệm chứng điểm này, cần phải đợi thêm 9 canh giờ, cũng chính là phải đợi đến trạng sáng ngày mai giờ dần. Chỉ là không đến một ngày mà thôi. Đấy lòng hắn cũng không sốt ruột. Thời gian kế tiếp, Lịch Thanh Phong chính là tìm cái ghế im lặng ngồi ở trong góc, nghe một đám ngục tốt khoác lát đánh rắm. Qua không bao lâu, bọn ngục tốt bắt đầu xuất ra xuất sắc đánh bạc uống rượu, Lịch Thanh Phong vẫn như cũ chỉ là im lặng ngồi ở góc nhìn mọi người đánh bạc. Đương nhiên, hắn cũng không có không hợp đàn, mà là cũng rót một chén rượu chậm rãi uống, chỉ tại người khác thắng tiền sau khi nhìn về phía hắn kể rõ thời điểm, mới có thể cười rộ lên ứng hòa. Nói tóm lại, tuyệt đối không làm náo động. Cậu chỉ có chữ này mới là quy luật sinh tồn tuyệt đối trong thế đạo khủng bố bực này. Chương 3 Đột phá huyết khí một trọng Lục ác ti Thu nhận mới phạm nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push Trong lúc này, Lịch Thanh Phong ngược lại là muốn đi tìm một phạm nhân kéo ra tra tấn tra tấn, sau đó do hắn tự mình đưa trở về giam giữ, dùng cái này đến nghiệm chứng đáy lòng của hắn về ngục thư thu nhận tội phạm suy đoán đáng tiếc đám ngục tốt này không có mấy người chuyên nghiệp mà lịch thanh phong lại tay trói gà không chặt thậm chí đối với hình phòng rất nhiều hình cụ cũng không biết cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì ngoài ra hắn chính là chờ mong có phạm nhân mới bị áp giải đi vào thiên lao đáng tiếc thẳng đến hắn giao ca cũng không có phạm nhân mới bị đưa vào lịch thanh phong chỉ có thể là đi theo trương tam đám người tan tầm thu thập xong đồ đạc của mình chính là về tới chỗ ở của mình ở thiên lao hắn vừa mới xuyên qua tới cũng không tiếp nhận được liên quan tới tiền thân ký ức nếu là tiếp tục ở lại ngoại ô nhà cũ sợ là không dùng được vài ngày sẽ bị người chung quanh phát hiện dị thường nếu đây là một thế giới vô ma bình thường bị phát hiện dị thường cũng không có gì lý do một chút liền đi qua nhưng đó là cái có yêu ma hoành hành võ đạo thông thần thế giới nếu là bị phát hiện ra dị thường không chừng sẽ làm ra cái gì vui vẻ đến. Cho nên, Lịch Thanh Phong mấy ngày nay đều là ở tại Thiên Lao phân phối cho ngục tốt trong phòng. Phòng không lớn, nhưng cũng may là phòng đơn. Ở trên giường nằm thẳng, Lịch Thanh Phong lần thứ hai nhìn ngục thư rất nhiều lần, nhìn mỗi qua một canh giờ liền sẽ tăng trưởng 5 điểm có thể dùng tu vi, sau đó ở trong lúc bất tri bất giác đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tiếng gà trống gáy liên tiếp vang vọng. Lịch Thanh Phong xoay người mà đi, nhanh chóng hướng về trước mắt nhìn lại rất sợ hôm qua hết thảy đều chỉ là một giấc mộng cũng may quyển sách màu xám bị xiềng xích màu đen cuốn quanh hiện ra ngục thư tự động mở ra đi sang ác khuyết tật võ đạo cảnh giới không không năm mươi công phát vô có thể dùng tu vi năm mươi lăm lúc này đã là giờ mão nhìn thấy tu vi có thể dùng đột phá năm mươi điểm Lịch Thanh Phong không chút do dự liền đem tất cả điểm kinh nghiệm đều gia tăng đến võ đạo cảnh giới phía trên. Tại hắn hết sức chăm chú dưới, rõ ràng đến cực điểm chứng kiến cái kia nguyên bản năng biểu hiện lấy không 0 0, 50 một cột số liệu, đinh một tiếng liền biến thành huyết khí nhất trọng, 5, 100 chữ. Cùng lúc đó, một cổ không biết từ đâu mà đến lực lượng đột nhiên liền tràn vào lịch thanh phong bụng nhỏ đang điền vị trí, sau đó nhanh chóng khuếch tán tới toàn thân cao thấp, tứ chi bách hài ba cái hô hấp sau, trong cơ thể kỳ lạ cảm giác biến mất, chỉ còn lại có toàn thân truyền đến một mặt ấm áp dương dương cảm xúc. Lịch Thanh Phong càng cảm thấy yết hầu kịch liệt ngứa ngáy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phun ra một ngụm đờm dày. Đờm đậm hiện ra màu đen, trên đó có tơ máu màu đen sền sệt tồn tại, khoảnh khắc rơi trên mặt đất lại tản mát ra mùi hôi thối khó ngửi đến cực điểm. Mà theo ngụm đờm nồng này phun ra, Lịch Thanh Phong chỉ cảm thấy cả người giống như chợt thoải mái vô số lần, tình huống trước đây mặc kệ đi đường hay là nghỉ ngơi đều thở hổn hển phản phất bị thần y chẩn trị, trong phút chốc hết thảy khó chịu đều hoàn toàn biến mất. Cảm thụ được lần nữa khôi phục bình thường, thậm chí so với vừa xuyên qua tới ngày đó còn muốn thư sướng hô hấp, Lịch Thanh Phong mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mấy ngày nay hung sát khí cùng yêu tà khí ăn mòn dẫn đến tổn thương cũng khôi phục. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Mục Thư chỉ thấy hai chữ suy yếu phía sau tên của hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thật sự tốt rồi. Hắn đứng lên, tại chỗ chính là hai mươi cái poppy nhảy. Thắt lưng không đau, thở không nổi, một hơi có thể nhảy hai mươi cái. Sức chịu đựng cũng tăng lên, thậm chí tốc độ phản ứng thần kinh cũng tăng lên. Cái này nếu là ở kiếp trước, có thể một hơi làm hai mươi cái poppy nhảy người, Vậy nhưng đều là muốn ở phòng tập thể thao quanh năm suốt tháng rèn luyện mới có thể làm được. Mà hiện tại, hắn cái này bệnh lao quỷ chỉ là đặt chân huyết khí cảnh một trọng, liền làm được, thậm chí hắn nếu là nguyện ý tiếp tục khiêu chiến, cực hạn của hắn chỉ sợ xa xa không chỉ 20 cái nhảy. Tuyệt vời. Rất sảng khoái. Đây vẫn chỉ là mới vào võ đạo mà thôi, vẽn vẹn chỉ là yếu nhất huyết khí cảnh một trọng võ đạo thực lực không hổ là có thể võ đạo thông thần thế giới. Cảm thụ được thân thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh mà trở nên cường tráng hơn, Lịch Thanh Phong mừng rỡ không hiểu. Rồi lại nhanh chóng trầm mặt. Không thể kiêu ngạo. Dù là chỉ dùng không đến một ngày thời gian liền đến huyết khí cảnh nhất trọng, loại chuyện này truyền ra bên ngoài đi tuyệt đối sẽ bị coi là yêu nghiệt thiên tài, nhưng... Chết đi thiên tài sẽ không phải là thiên tài, chỉ là một đống thịt bọc cứt. Hơn nữa, từ phàm nhân đến huyết khí cảnh một trọng liền có thay đổi lớn như vậy, những võ giả mạnh hơn kia chẳng phải là mạnh đến thái quá. Ta dám đi ra ngoài làm náo động, chỉ sợ không tới hai ngày liền chết ở cái nào đó rảnh nước thối. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Tiếu Viêm đến cùng là tiểu thuyết nhân vật chính, nếu thật sự là hiện thực, tiểu tử kia tuyệt đối sống không quá ngày hôm sau. Cẩu trụ Nhất định phải cẩu trụ Không đến ngày thiên hạ vô địch, Tuyệt đối phải cẩu trụ. Chỉ cần ta có thể cẩu trụ, có ngục thư tồn tại, an an ổn ổn tại thiên lao làm cái ngục tốt, sớm muộn có thể chịu đựng đến thiên hạ vô địch ngày đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải để cho ngục thư có thể thu thập càng nhiều tội phạm, nếu không chỉ là một tội phạm, sợ là chịu đựng đến chết cũng chịu không được thiên hạ vô địch ngày đó. Lịch Thanh Phong trong mắt hơi lóe lên bắt đầu tự hỏi như thế nào tại kiên trì cẩu đạo dưới tình huống tối đa hạn độ khai phá, ngục thư, tiềm lực. Trong thông đạo lao ngục ngâm đen, lịch thanh phong sách thùng nước rửa chén đi về phía trước. Đặt cơm rồi. Đi đến trước mỗi phòng giam, lịch thanh phong đều cầm lấy muỗng gỗ gõ vài cái lên cây cột sắt thép, sau đó múc một muỗng canh loãng từ trong thùng nước rửa chén đổ vào bát cơm của phạm nhân. Thời điểm đi tới phòng giam của tên hái hoa tặc kia, Lịch Thanh Phong cố ý múc một muỗng khô từ đáy thùng đổ vào trong bát của hắn. Dù sao đây cũng là một đứa bé có kinh nghiệm. Tuy rằng tội ác tày trời, nên thiên đao vạn quả, nhưng chỉ có hắn sống sót mới là có ít nhất đối với Lịch Thanh Phong. Nếu là tên này chết, sợ là sẽ không có tu vi tiền lợi cung cấp cho Lịch Thanh Phong. Cũng là lúc này, Trương Tam hô một tiếng. Tiểu Lịch, nhanh lên, lục ác tiên người tới, lại áp giải đến một phạm nhân, vả lại là ngục điển tự mình đi cùng nghe vậy trong lòng lịch thanh phong vui vẻ lại có tội phạm mới sao hắn nhanh chóng bỏ cơm xong xách thùng đi ra ngoài thông đạo đẩy lòng thì suy nghĩ nên làm thế nào không giấu vết tranh đoạt đến đem phạm nhân nhốt vào phòng giam việt vặt nhanh chóng đến hình phòng không chỉ là ngục tốt quý thương hiệu còn lại chính cái ngục tốt đều đã đến những ngục tốt này từng cái từng cái thẳng tắp sóng lưng đứng ở thông đạo hai bên vẻ mặt trang trọng túc mục không còn trước đây uống rượu đánh bạc lười nhát. Đây là đại nhân vật đến sao? Lịch Thanh Phong nhanh chóng đứng ở trong đội ngũ, cũng đem thân thể thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc. Ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân. Không đến hai cái hô hấp, chính là có mười mấy người mạnh mẽ vang dội đi vào. Theo những người này tiến vào, bọn ngục tốt càng là đem thân thể thẳng tắp lên, nhưng vẫn như cũ bị người tiến vào khí thế ngăn chặn. Lịch Thanh Phong nhân cơ hội nhìn qua, chỉ thấy những người này đều mặc trang phục phi ngư màu đen, trước người còn lại là một con quái thú dương nanh múa vuốt màu đỏ như máu. Đây là lục ác ti sao? Lịch Thanh Phong chấn động không hiểu. Càng chấn động, chính là một người đi đầu dĩ nhiên là một nữ tử, mặc dù không trang điểm cũng xinh đẹp đến cực điểm. Nhưng sát khí và sát khí nồng đậm tràn ngập cả người khiến người ta theo bản năng liền xem nhẹ dung nhan của nàng. Mà ngục điển ngày thường cao cao tại thường thì giống như một con chó sụ đi theo phía sau cô gái này, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười khiêm tốn lấy lòng. Đây không phải là cổ đại sao? Phụ nữ thời xưa không? Cũng là lúc này, cái này lục ác ti nữ tử liếc mắt nhìn chúng ngục tốt một cái. Đây là thiên lao tầng một ngục tốt sao? Cũng chỉ có sáu cái huyết khí tầng một vỏ giả. Thực lực như vậy, thật sự có thể trấn thủ tốt thiên lao tầng một một đám ngục tốt sắc mặt đều có chút khó coi ngục điển cười theo trần đại nhân xin yên tâm sau đó hạ quan sẽ điều động hảo thủ đến tuyệt đối sẽ không làm hỏng đại sự mà ánh mắt lịch thanh phong lại hơi sáng lên hắn bắt được một tin tức mấu chốt đến cực điểm thiên lao tầng một có một tầng không phải có hai tầng ba tầng thậm chí nhiều hơn sao trước đó hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này mà nếu thật như vậy, cái này đại biểu cho thiên lao phạm nhân so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, nếu là có thể đem tất cả thu thập tiến vào. Cùng lúc đó, nữ tử họ trần quay đầu đi, chỉ khoa tay múa chân một cái, liền có hai người của lục ác ti kéo một lão thái bà mang theo gông xiền huyền thiết đi vào. Nếu là để cho hắn đào tẩu, tìm thư uyển v đúc chấm giao su sinh chấm com các ngươi thiên lao một tầng tất cả đều phải chịu không nổi ngục điển hiểu Hạ quan hiểu. Hạ quan tất nhiên dốc hết toàn lực. Nữ tử họ trần vẫy tay, hơn 10 người lục ác ti xoay người rời đi. Lão thái bà hòa ái tự ái cười với đám cai ngục. Đều là những đứa trẻ đáng thương, sau này làm phiền bọn nhỏ chăm sóc. Ngục điển sắc mặt xanh mét. Đè vào. Tất cả hình cụ đều lên một lần. Một canh giờ sau, cửa hình phòng mở ra, thần sắc lão thái bà đã tiêu tụy vài phần, nhưng trên người bà lại không thấy vết máu và vết thương gì. Ngục điển vẫy tay. Tất cả đuổi theo. Lịch thanh phong hơi sửng sốt. Trương Tam. Phát ngốc cái gì, lão thái bà này thực lực cao cường, tất cả hình cụ qua một lần sửng sốt là ngay cả trách gia cũng không có, phòng ngừa ngoài ý muốn, đều đuổi theo. Trên trăm ngục tốt đi theo sau ngục điển, trùng trùng điệp điệp đem lão thái bà này áp giải về phòng giam. Mà phạm nhân phòng giam chung quanh cũng tò mò ghé vào trên cây cột thoạt nhìn, tự hồ đang tò mò rốt cuộc là vị cao nhân nào, lại có thể được đãi ngộ bị hơn trăm ngục tốt áp giải. Một lát sau, lão thái bà này chính là bị nhốt vào quý tự số 81 trong phòng giam, do ngục điển tự mình khóa lại, còn cẩn thận đến cực điểm lôi kéo khóa kéo kiểm tra hơn nửa ngày, lúc này mới thoáng yên tâm rời đi. Mà cùng lúc đó, Lịch Thanh Phong chỉ cảm thấy ngục thư trong đầu hơi chấn động một chút. Ngục thư mở ra, tự động lật trang đến trang thứ ba phía trên. Hình ảnh của bà lão được treo trên trang thứ ba. Phạm nhân. Đường kim hoa cấp bậc tội lỗi. Sáu ngôi sao, võ đạo cảnh giới. Thuế phạm cảnh tám tầng, tỷ lệ tham gia bắt giữ. 0,2% lợi nhuận. 30 tu vi, canh giờ. Chương 4. Huyết khí hai trọng. Thẩm vấn phạm nhân bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, tội nghiệp đẳng cấp lục tinh. Ánh mắt lịch thanh phong nhìn về phía lão bà bà này trong nháy mắt liền thay đổi. Phải biết rằng, chính là trước đó cái kia biến thái đến cực điểm chỉ thích thừa dịp nóng hái hoa tạc lưu tam trọng, vì thỏa mãn này sở thích giết chết mấy trăm lương gia, thậm chí còn diệt qua mấy cái lương gia cả nhà, nhưng hắn tội nghiệp đẳng cấp cũng mới vẹn vẹn chỉ là ba sao mà thôi. Lão Thái bà này cũng là tội nghiệp sáu sao. So với hái hoa tặc cao hơn ba cái tinh cấp. Không biết nàng rốt cuộc cổng thi sơn huyết hải như thế nào. Bên dưới bề ngoài hiền lành hòa ái kia, rốt cuộc cất giấu một con ác quỷ cắn người tàn bạo máu tanh như thế nào. Mà thuế phạm cảnh bác trọng thực lực, ngược lại không có để cho lịch thanh phong cỡ nào ngoại ý muốn. Dù sao cũng là lục ác ti hơn mười người tự mình áp giải đưa đến thiên lao, sau đó vẹn vẹn chỉ là đem đối phương từ hình phòng đưa đến phòng giam ngắn ngủn không đến 500 bước khoảng cách đều muốn ngục điển mang theo toàn bộ ngục tốt áp giải duy nhất để cho lịch thanh phong khó hiểu chính là như thế cường hãn mà hung tàn phạm nhân lục ác ti vậy mà để cho bọn hắn những người này đến xem quản giam giữ toàn bộ thiên lao tầng một sở hữu ngục tốt tổng cộng cũng chỉ có sáu huyết khí cảnh một tầng võ giả mà thôi nếu bên quý thương hiệu bọn họ xảy ra chút sai lầm nhỏ hoặc là lão thái bà kia công lực khôi phục chạy thoát, chẳng phải là toàn bộ thiên lao một tầng đều bị diệt toàn bộ. Cấp trên đưa ra quyết định này là đầu óc bị lừa đá sao? Lịch Thanh Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ngay cả thời điểm rời khỏi phòng giam số 81 này, đều là mỗi đi ra vài bước liền muốn thần kinh quay đầu lại nhìn hai mắt, sợ lão thái bà này cứ như vậy gõ mở khóa chạy ra. Nhưng vẻn vẹn chỉ là ba canh giờ sau, Lịch Thanh Phong liền cảm nhận được phía trên đầu óc bị lừa đá làm ra quyết sách mang đến cho hắn chỗ tốt. Mỗi canh giờ 30 điểm tu vi tiền lời, tương đương với 6 cái hái hoa tặc. Hơn nửa thải hoa tặc lưu tam trọng mỗi canh giờ cung cấp 5 điểm tu vi. Mỗi canh giờ tổng cộng 35 điểm tu vi. Giờ phút này, Lịch Thanh Phong có thể sử dụng tu vi đã vượt qua 100 điểm, đạt tới 110 điểm. Lịch thanh phong không chút do dự chính là lần thứ hai đem những tu vi này toàn bộ thêm vào võ đạo cảnh giới. Đinh một cái, võ đạo cảnh giới chịu biến thành huyết khí nhị trọng, 15, 150. Giống như lúc trước, một dòng nước ấm ở đang điền vị trí trống rỗng xuất hiện, sau đó rót vào toàn thân trên dưới, tứ chi bách hài. Huyết khí tầng 2 rồi. Tu vi này tăng lên tốc độ, rõ ràng ngày hôm qua ta còn là cái bệnh lao quỷ vẻn vẹn chỉ là một ngày thời gian liền từ bệnh lao quỷ biến thành huyết khí nhị trọng cảnh giới. Tốc độ thăng cấp thật là sảng khoái. Lịch thanh phong vung nắm đấm, mang theo tiếng gió vù vù. Lực lượng tăng lên không chỉ gấp đôi. Quả nhiên, chỉ cần treo máy thăng cấp là được. Nhưng ta hẳn là nghĩ biện pháp đem này thiên lao tận một phạm nhân đều đề thẩm một lần, sau đó chủ động đem đề thẩm thượng hình phạm nhân áp hồi phòng giam. Tận một thiên lao tổng cộng có 10 cửa hiệu, theo thứ tự là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, chỗ ở của lịch thanh phong vẻn vẹn chỉ là cửa hiệu quý vị cuối cùng. Toàn bộ thiên lao tầng một cao nhất quan viên là ngục sư, mỗi cái cửa hiệu có một cái ngục điển, mỗi cái ngục điển vung xuống lại có hai cái đến năm cái không đều ngục lại, dưới ngục lại mới là lịch thanh phong làm việc vặt như vậy ngục tốt. Nếu muốn có tư cách để thẩm phạm nhân, ít nhất cũng phải là quan cai ngục mới được hơn nữa quan cai ngục và ngục điển trên thực tế đều chỉ có thể có quyền lực như vậy ở cửa hiệu mà họ phụ trách lịch thanh phong nếu là muốn có thể đề thẩm toàn bộ thiên lao tận một phạm nhân vậy phải trở thành ngục sư muốn luyện võ còn phải làm quan trước quên đi đi một bước tính một bước vạn không thể quá cấp tiến nhiều ngục tốt như vậy ai không muốn thăng chức ngục lại ngục điển đến lúc đó ta chính là muốn làm hoàng đế cũng không ai có thể cự tuyệt ta cho dù bị tính kế, vậy cũng có thể một lực hàng mười hội. Cũng là lúc này, Trương Tam chậm rãi đi tới. Tiểu lịch, một điển đại nhân muốn thẩm vấn triệu khai thái ở phòng giam số 52, ngươi theo ta áp giải phạm nhân tới đây. Vâng. Chú Trương. Lịch Thanh Phong trong lòng hơi kinh hỉ, rốt cục lại muốn thẩm vấn phạm nhân. Điều này có nghĩa là sách ngục của hắn sắp nên đón đứa bé kinh nghiệm thứ ba. Nghĩ tới đây, tâm tư muốn làm quan trong lòng lịch thanh phong lại yếu đi. Kỳ thật cũng không cần làm quan, chỉ cần ở trong thiên lao này đủ lâu, nên đề thẩm phạm nhân đều sẽ bị đề thẩm, mà ta chỉ cần mỗi lần đề thẩm sau khi kết thúc chủ động giúp người khác đem phạm nhân giam, giam giữ trở về phòng giam là được rồi. Đến lúc đó, toàn bộ thiên lao một tầng 810 cái phòng giam, đó chính là 810 cái kinh nghiệm bảo bảo. Cho dù mỗi cái kinh nghiệm bảo bảo đều chỉ có thể mỗi canh giờ cung cấp 5 điểm tu vi, đó cũng là mỗi canh giờ có thể có hơn 4.000 điểm tu vi tiền lời. Cho nên, kế tiếp ta hẳn là mỗi ngày đều phải đem hình phòng theo dõi chặt chẽ một chút, chỉ cần có đề thẩm phạm nhân, ta liền chủ động xin đi dết giặc. Thời điểm lịch thanh phong suy nghĩ lung tung, hai người đã xuyên qua thông đạo âm u, đến phòng giam số 52. Trước phòng giam số 52, Trương Tam lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Trương Tam Người đi mang hắn ra ngoài, luyện lá gan một chút. Lịch Thanh Phong gật đầu, sau đó đi vào trong phòng giam. Một cổ mùi hôi thối hỗn hợp với mùi nước tiểu, mùi thối rửa, mùi máu tanh quét tới. Lịch Thanh Phong nắm chặt mũi, vội vàng đi đến góc. Phạm nhân này lại tự như hoàn toàn không có tri giác, liền mặt hướng tường cúi đầu ngồi, một chút động tĩnh cũng không có. Lịch Thanh Phong cũng lười quản những thứ này, trực tiếp đi lên phía trước cầm lấy này phạm nhân một cánh tay liền quay đầu đem đối phương kéo ra đến phòng giam bên ngoài nương theo hơi chút sáng ngời vài phần ánh lửa hắn mới thấy rõ ràng đây là một cái năm tuổi tả hữu nam nhân trong mắt hắn lóe ra bạo lệ nhưng không biết có phải là ảo giác hay không tìm thư uyển lịch thanh phong luôn cảm thấy trong mắt người này cất giấu một tia lo âu cùng lo lắng ra khỏi phòng giam trương tam bắt tay cầm lấy một cánh tay khác của triệu khai thái hai người kéo triệu khai thái này đi đến phòng hình sự không giống như hái hoa tạc sau khi bị đưa vào hình phòng gào khóc thảm thiết, triệu khai thái này sau khi bị đưa vào hình phòng, trong hình phòng ngoại trừ âm thanh hình cụ cuộc thân thể ra, liền thủy chung im lặng. Lịch Thanh Phong vẽ mặt hồ nghi. Là rắn rỏi. Hay là đã bị đánh chết rồi? Nửa canh giờ sau, két một tiếng, cửa phòng hình sự mở ra. Ngục điển cùng ngục lại mặt mũi đen kịt, trực tiếp rời đi. Trương Tam lúc này mới thở hồng học kéo triệu khai thái đi ra con bà nó người này thật sự mạnh miệng xương cốt cũng thật cứng rắn đánh cho lão tử mệt chết đi được hắn cương nhiên một tiếng cũng không trên lịch thanh phong lúc này tiến lên một bước tam thúc ngài nghỉ ngơi đi ta có thể tự nhốt hắn lại trương tam cẩn thận một chút đừng có bỏ sót ngục điển đại nhân rất coi trọng người này đúng rồi về sau lúc ăn cơm cho người này ăn khô cũng không thể để cho hắn trước khi mở miệng bị chết đói Ngục điển rất coi trọng người này. Không thể chết đói trước khi mở miệng. Lịch Thanh Phong cũng không hỏi nhiều, chỉ nghiêm túc đáp ứng rồi kéo triệu khai thái đi đến phòng giam. Chỉ chốc lát sau, theo tiếng tạp tháp, cửa lao khóa lại. Nhảy lên một chút, tự động mở ra đến trang thứ tư bên trên, quả nhiên, kinh nghiệm mới bảo bảo bị sách ngục thu vào. Phạm nhân Triệu khai thái, cấp bậc tội lỗi Bốn ngôi sao, võ đạo cảnh giới tụ khí tam trọng, tình trạng. Bị giam giữ, tỷ lệ tham gia bắt giữ. Một phần trăm lợi nhuận. Mười tu vi, canh giờ. Chương 5. Tấn thăng thông mạch cảnh một trọng. Khai nguyên. Phản tạc bí mật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, quả nhiên, chỉ cần áp giải về phòng giam là có một phần trăm độ tham dự. Người này không trên một tiếng, dĩ nhiên là một vị võ giả tụ khí cảnh. Nghe nói, võ giả thông mạch cảnh liền có nội kình, từng chiêu từng thức đều có thể bộc phát ra nội kình khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà võ giả tụ khí cảnh lại càng cường hãn, bọn họ đã tu luyện ra chân khí, chân khí huyền diệu càng ở trên nội lực mấy lần không ngừng. Lịch Thanh Phong tò mò điểm mở này triệu khai thái tại ăn ngục thư, trang sách phía dưới cùng thủy mặc họa video đến, muốn nhìn một chút này tụ khí cảnh cao thủ là như thế nào chiến đấu đoạn video đầu tiên, rõ ràng là người này cùng một đám người buộc khăn vàng lên đầu. Hoàng Cân Hoàng Cân khởi nghĩa Con mẹ nó này còn là phản tặc. Lịch Thanh Phong tiếp theo nhấn mở video tiếp theo, chỉ thấy triệu khai thái này ở trên một con đập nước trên một con sông lớn trực tiếp một đao chém ra, đao mang dài đến 2 mét ầm ầm rơi xuống, đem đê đập chặt đứt. Lũ lục cùng mảnh mảnh liệt mà xuống. Nước ngập bảy quân. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh hiện ra lại khiến nội tâm lịch thanh phong sinh ra một tia sát ý đây đâu phải là ngập nước bảy quân đây là dùng hồng thủy bao phủ hạ du thôn trấn bức quan quân đi cứu viện gặp lũ lục dân chạy nạn từ đó vì hắn tranh thủ được cơ hội chạy trốn nếu như cái này còn có thể nói là chiến tranh tội ác mà không phải người này tội ác như vậy kế tiếp video để lịch thanh phong thật sự sinh ra đem người trước mắt thiên đao vạn quả tâm đến triệu khai thái này vì tu luyện ma công lừa dối 490 dân chúng đi theo hắn dân ra nữ nhi chưa xuất các trong nhà, dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lấy gậy gỗ đào bén nhọn từ dưới lên chọc thủng những nữ tử này. Sau khi đánh hạ một thành trì, hắn hạ lệnh tung binh cướp bóc 10 ngày, gọi là 10 ngày không phong đao. Mà sau khi thất bại, hắn lại hóa thành đạo tặc, tàn sát không còn thôn trang trong phạm vi 10 dặm. Hắn đem tài bảo hắn cướp đoạt giấu ở nơi nào đó trong núi sâu, lại lo lắng tiết lộ tin tức, mà đem người vì hắn xây dựng tàn bảo sơn động, vận chuyển tài bảo toàn bộ giết chết. Trong đó không thiếu, huynh đệ, trung thành đi theo hắn tạo phản. Chờ một chút. Kho báu. Tàn bảo địa. Lại kết hợp với mục điển mà chú Trương nói lúc trước rất coi trọng người này, thậm chí yêu cầu trước khi người này mở miệng không thể chết mà cố ý yêu cầu hắn sau này cho người này ăn cơm. Chẳng lẽ, mục điển là bởi vì người này cướp đoạt tài bảo mới coi trọng người này? thẩm vấn, cũng đơn giản là ngục điện muốn biết những tài bảo này rốt cuộc bị chôn giấu ở địa phương nào. Nhưng ta không cần tra khảo cũng đã biết rồi. Trong sách tù ghi lại video phía dưới phạm nhân, trên thực tế đều là chứng cứ phạm tội của những tên này. Mà triệu khai thái này vì để cho tàn bảo địa giữ bí mật mà hãm hại mấy trăm người, cũng là một phần tội nghiệp của hắn, cho nên cũng bị ngục thư thu thập. Ta lặng lẽ đi đào tài bảo. Nhưng tôi cần tiền để làm gì? hắn hiện tại bức thiết nhất không phải kiếm tiền, mà lại như thế nào thu thập càng nhiều phạm nhân tiến vào ngục thư hóa thành kinh nghiệm bảo bảo. Chớ nói chi ngọn núi mà tên này cất giấu bảo vật kia lớn như vậy. Trong video phong sơn hình ảnh lịch thanh phong thế nhưng là thấy được rõ ràng, muốn mở ra cái kia tòa tàn bảo động, thiếu mấy trăm người hợp lực làm trên 10 ngày nửa tháng, là căn bản không có khả năng đem tài bảo đào ra. Nghĩ đến những thứ này, lịch thanh phong thần sắc mang theo vài phần mưu tính không bằng đem tàn bảo địa vị trí nói cho ngục điển, sau đó coi đây là công lao để ngục điển đề bạc ta làm ngục quan, chờ thành ngục quan liền có thể càng thuận tiện đề thẩm phạm nhân. Không đúng. Thời cơ không đúng. Nếu ngục điển biết được tàn bảo địa, ngục điển sợ là sẽ trực tiếp hạ lệnh xử tử triệu khai thái, kinh nghiệm này bảo bảo phỏng chừng sẽ không còn. Mỗi canh giờ 10 giờ tu vi, mỗi ngày chính là 120 điểm tu vi. Lịch Thanh Phong cũng không muốn kinh nghiệm này bảo bảo quá sớm lo gút. Thậm chí, còn có khả năng vị ngục điển này muốn độc chiếm tài bảo mà không phải báo cáo, vậy hắn sẽ ra tay với ta, giết ta dị khẩu. Trước làm bộ như không biết. Hạ quyết tâm, Lịch Thanh Phong xoay người rời đi. Sau đó, thời gian vội vàng trôi qua, thời gian năm ngày chớp mắt đã qua. Sau khi tan ca trở lại trong phòng, Lịch Thanh Phong không thể chờ đợi được nhìn về phía ngục thư trên biển ngục thư, xiên xích màu đen hướng bốn góc lui ra, sách vở mở ra. Vị trí của trang đầu tiên, ngục chủ. Lịch thanh phong, võ đạo cảnh giới. Huyết khí nhị trọng, 15, 150 công pháp. Không. Có thể dùng tu vi. 2745 đủ trực tiếp tấn thăng thông mạch cảnh rồi. Sắp có nội kinh rồi. Lúc này, Lịch Thanh Phong chính là không chút do dự đem 2745 điểm tu vi toàn bộ thêm vào võ đạo cảnh giới phía trên. Đinh đinh đinh. Võ đạo cảnh giới chữ nhanh chóng biến hóa. Huyết khí tam trọng. Huyết khí tứ trọng. Huyết khí cửu trọng. Thông mạch nhất trọng. Cuối cùng, võ đạo cảnh giới văn tự dừng lại ở thông mạch nhất trọng, 60, 1000, năng lượng nồng đậm đến cực điểm trống rỗng xuất hiện ở trong hạ đan điền của lịch thanh phong sau đó quán triệt tứ chi bách hài, toàn thân trên dưới truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp. Đại khái một khắc sau, hắn chỉ cảm giác toàn thân trên dưới cơ bắp tự hồ đều có thể bị khống chế. Không chỉ có thể làm được giống như tiền thế kiện Mỹ tiên sinh để cho cơ ngực đơn độc nhảy lên, còn lại cơ hai đầu cánh tay, cơ ba đầu cánh tay, cơ mây, cơ bốn đầu, bất kỳ một miếng thịt gà nào toàn thân đều có thể bị hắn khống chế vận động đơn độc. Mà đồng thời, hắn càng là loáng thoáng cảm giác được, sâu trong cơ thể giống như nhiều ra một cây hùng hậu hữu lực gân lớn sợi gân lớn kia tựa hồ chỉ tồn tại trong cảm giác của mình nếu thật sự muốn giải phẫu nhất định sẽ không tìm thấy sợi gân lớn kia mà khi sợi gân lớn kia vận động lên cho dù thân thể của hắn không nhúc nhích chút nào những cơ bắp khác cũng không nhúc nhích vẫn có lực đạo khủng bố dựa theo ý nghĩ của hắn mà đến mũi nắm tay đây là nội kình sao lực đạo từ bên trong hư vô đại cân thôi phát ra Lịch thanh phong vương nắm đắm ra, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, sau đó khống chế trong cơ thể cái kia nhiều ra một cây hùng hậu gân lớn. Bùng! Một tiếng nổ lớn. Đợi đến khi hắn dời nắm đắm đi, mặt đất đã rạn nứt, cũng nổ ra một cái hố to bằng quả bóng bàn. Đây chính là sàn đá cẩm thạch mà. Đạo nội kinh này nếu đánh vào trên người, sợ không phải có thể trực tiếp đem người bình thường đánh ra một cái lỗ thủng lớn sao. Nội kinh danh bất hư truyền không biết tụ khí cảnh chân khí cường hãn cỡ nào. Chỉ sợ khai bia liệt thạch đều là thao tác cơ bản. Tìm thư uyển Đè xuống kích động trong lòng. Lịch thanh phong liếc mắt nhìn bản thuộc tính. Thông mạch cảnh bắt đầu, nhu cầu tu vi mỗi lần thăng cấp cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc trước huyết khí cảnh mỗi một trọng cần tu vi tăng lên 50, thông mạch cảnh tựa hồ muốn mỗi một trọng tăng lên 1.000 tu vi. Nói cách khác, cần năm vạn năm ngàn điểm tu vi mới đủ để ta tấn thăng tới tụ khí cảnh, lấy hiện tại mỗi canh giờ 45 điểm tu vi tốc độ. Sao lại lâu như vậy? Một trăm ngày từ thông mạch cảnh đệ nhất trọng đến tụ khí cảnh, lịch thanh phong ngại quá lâu. Nhưng này nếu truyền ra ngoài, bị những người khác biết, chỉ sợ muốn nghẹn hồng trân trối kinh hô một tiếng thiên tài. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, đừng nói là một trăm ngày, coi như là một vạn ngày có thể từ thông mạch cảnh đệ nhất trọng đến tụ khí cảnh, vậy cũng coi như là tốc độ không chậm. Thậm chí còn có rất nhiều người, cuối cùng cả đời cũng không có khả năng đột phá đến tụ khí cảnh. Giờ phút này, Lịch Thanh Phong sắc mặt cũng là nghiêm túc lên. Này nếu là đợi đến tụ khí cảnh, muốn tấn thăng thuế phạm cảnh, vậy không phải cần 8-9 năm. Phải nhanh chóng mở nguồn. Nhất định phải mau chóng thu nhận nhiều một ít phạm nhân, tốt nhất là tội nghiệp đẳng cấp cùng võ đạo cảnh giới đều rất cao phạm nhân. Đồng thời, Lịch Thanh Phong nghĩ tới lúc trước nhìn thấy phản tạc triệu khai thái phạm tội hình ảnh dùng đao mang chặt đứt đê đập một mạng. Mặt khác, chính là võ học công pháp. Phải nghĩ biện pháp lấy được một quyển công pháp mới được. Nếu không chỉ có cảnh giới, chiến lực rất đáng lo, nếu gặp phải sự kiện cướp ngục lớn, có cảnh giới không có chiến lực cũng không có sức tự vệ. Chương 6 chết một cái kinh nghiệm bảo bảo. Rút ra vỏ học, bơi chim cắt xuyên không quyết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, ngày hôm sau, đặt cơm rồi. Lịch thanh phong sách thùng nước rửa chén đi trong thông đạo ẩm ướt sâu thẳm. Đây là nội dung công việc mà anh được sắp xếp sau khi miễn cưỡng qua thời gian thử việc. Đưa cơm cho phạm nhân. Mỗi khi đến một gian phòng giam, Lịch Thanh Phong sẽ cầm muỗng gỗ gõ hai tiếng trên cây cột sắt thép, sau đó từ trong thùng nước rửa chén múc ra một gáo đồ mà heo cũng không nhất định muốn ăn đổ vào trong bát phạm nhân. Đến hái hoa tặc lưu tam trọng lao phòng thời điểm, theo lệ gõ cây cột hai cái, hắn liền nghiêm túc từ đáy thùng vớt ra một gáo làm. Vừa mới ngã vào trong bát hái hoa tặc, hái hoa tặc cả người không có một chút thịt ngon thất tha thất thểu đứng lên. Theo hắn đứng dậy, dòi bỏ trên người hắn giống như bông tuyết rơi xuống mặt đất không ít. Trong mắt hắn mang theo kinh hoảng, dưới chân bỗng nhiên mềm nhũng, thẳng tắp hướng cửa lớn lao phòng giam giống như chó gặm ngã ra. Cứu tôi! Ta không muốn! Chữ chết còn chưa nói ra, hái hoa tặc lưu tam trọng liền hai chân đạp một cái hoàn toàn tắt thở. Chỉ có bàn tay nắm chặt trơm trà kia, đến lúc này cũng không buông ra. Chết! Lịch thanh phong hơi kinh hãi đẩy lòng phía nam hiện ra vài phần bi thương. Kinh nghiệm em bé đã chết. Lịch Thanh Phong có chút kinh ngạc. Tối hôm qua hắn mới bắt đầu mưu đồ muốn mở nguồn như thế nào, sáng nay còn chưa kịp mở nguồn, liền họa vô đơn chí chết một cục cưng kinh nghiệm. Nhưng đối với cả thiên lao mà nói, chết một tù nhân là chuyện rất bình thường, mặc dù có tập tục vấn trảm thu hậu này tồn tại. Trên thực tế, phạm nhân vào thiên lao rất ít người có thể sống đến ngày thẩm trảm sau thu nhất là cái này hái hoa tặc, dám đem chủ ý đánh vào tướng quốc phủ thiên kim trên người, triệt để đắc tội tướng quốc phủ. Tướng quốc phủ nhất định là tìm ngục điển chào hỏi, cơ hồ mỗi hai ngày sẽ bị kéo đi hình phòng thượng hình. Mỗi lần lên hình đều thuần túy là chỉnh đến chết, cả người không có một miếng thịt tốt, dòi bọ trên người hắn phỏng chừng đều nặng bằng xương cốt của hắn, nghe nói ngay cả hai quả trứng nghe nói đều bị đập nát cho chó ăn. Hắn sống không lâu kỳ thật là rất bình thường. Chỉ là, thiếu một bảo bảo kinh nghiệm như vậy, Lịch Thanh Phong vẫn nhịn không được có vài phần bi thương. Lần này, thời gian hắn tấn thăng tụ khí cảnh cũng không chỉ 100 ngày. Khẽ thở dài, Lịch Thanh Phong tiếp tục thả cơm, cho số 52 triệu khai thái múc một gáo làm, mà đến số 81 phòng giam thời điểm, cái kia thất tinh lão thái bà thì phản phất bên đường thầy bói tiên sinh bình thường ra vẻ kinh ngạc nhìn Lịch Thanh Phong một cái. Tiểu huynh đệ, ngươi không được a à? Ngươi thật sự ghê gớm a à? ngươi tuyệt đối là lão thái bà ta gặp qua trăm năm một lần luyện võ kỳ tài a à? đáng tiếc đáng tiếc lịch thanh phong không có tâm tình để ý tới lão thái bà này xách theo thùng gỗ trống trơn xoay người rời đi này năm ngày thời gian lão thân chân khí bao nhiêu khôi phục một tia này mỹ âm thuật không có đạo lý liền cái ngục tốt đều mê hoặc không được thằng nhóc này điếc à đặt cơm chấm dứt lịch thanh phong cùng trương tam nói hái hoa tặc đã chết sự tình Trương Tam tiếp đón một cái mới tới ngục tốt tiến đến đem thi thể kéo ra. Mà Lịch Thanh Phong thì đi đến trong góc ngồi xuống, nhìn về phía trước mắt. Ngục thư chậm rãi hiện ra. Trang thứ hai mở ra. Thuộc về hái hoa tặc lưu tam trọng tượng người cùng tương quan tin tức tất cả đều biến nhạt, chỉ là một cái hô hấp thời gian liền triệt để từ cái kia trang bị bên trên biến mất. Trang thứ hai của cuốn sách tù lại trống rỗng. Lịch Thanh Phong khẽ thở dài, đau xót thương tiếc kinh nghiệm mất đi của cục cưng. Cũng là lúc này, trên trang thứ hai hiện ra vài đoạn ánh sáng kỳ lạ, làm cho lịch thanh phong tâm tình có chút không tốt hai mắt sáng ngời lên. Phúc chí tâm linh Rút thưởng Một lần cơ hội rút thưởng Thậm chí có thể rút thăm được đã chết phạm nhân từng biết võ kỹ. Lịch thanh phong sửng sốt Bị giam thư thu nhận phạm nhân, còn sống thời điểm là kinh nghiệm bảo bảo, sau khi chết còn có thể cung cấp rút thưởng cơ hội nhà tư bản nghe được đều muốn rơi lệ a à. nhưng lịch thanh phong nhanh chóng phấn chấn lên rút thưởng ánh sáng trên trang thứ hai của sách ngục lóe lên cuối cùng cái kia mấy cái quan đoàn bên trong lớn nhất cái kia quan đoàn hiện ra cái này quan đoàn trực tiếp rơi vào lịch thanh phong trong đầu du chuẩn xuyên không quyết khoảnh khắc vô số tin tức lưu tràn vào lịch thanh phong trong đầu lịch thanh phong phản phất hóa thân vì hái hoa tặc lưu tam trọng từ ban đầu nhảy hố bắt đầu luyện tập môn này khinh công sau đó đến lục ác ti đuổi dết dưới dựa vào cái này khinh công thông dong đào tẩu một lát sau tất cả hình ảnh biến mất mà ở lịch thanh phong cá nhân bản trên công pháp cái kia một hàng không chịu biến mất nhiều ra một môn võ học du chuẩn xuyên không quyết ngũ phẩm cảnh giới xuất thần nhập hóa 7512 Ngũ phẩm võ học Vẫn là một môn khinh công Lịch Thanh Phong mặc dù đối với cái này võ đạo thông thần thế giới võ đạo hiểu biết còn rất ít, nhưng cũng rõ ràng ngũ phẩm võ học cũng không phải là cái gì đại lộ hóa. Chớ nói chi là, cái này hái hoa tặc vậy mà đem môn khinh công tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cũng trách lục ác ti truy sát hắn nhiều năm cũng không thể bắt được hắn, thậm chí mấy lần tỉ mỉ thiết kế cạm bẫy cho tên này cũng bị hắn bình yên đào thoát. Xuất thần nhập hóa Đây là thế giới này đối với võ công cảnh giới trong đó miêu tả. Dựa theo lịch thanh phong biết, thế giới này đem cảnh giới một môn võ công chia làm sáu cảnh giới sơ khai, đăng đường nhập thất, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh, phản phát quy chân. Tìm thư uyển www chấm com đồng dạng một môn võ công, võ học cảnh giới bất đồng thể hiện ra uy lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Tỷ như cửa này, du chuẩn xuyên không quyết, nếu chỉ là trình độ đăng phong tạo cực, hái hoa tạc lưu tam trọng hẳn là đã sớm bị lục ác ti bắt được. Nếu cái này hái hoa tạc lưu tam trọng đem cái này môn, du chuẩn xuyên không quyết, tu luyện tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, nói không chừng hắn thật có thể đem tướng quốc thiên kim cho thừa dịp nóng sau đó còn có thể tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nếu lại cho tên hái hoa tạc này thời gian 10 năm, hắn nói không chừng thật có thể đem du chuẩn xuyên không quyết tu luyện tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, đến lúc đó sợ là cũng có thể tự xưng khinh công thiên hạ đệ nhị rồi. Khẽ thở dài, mắt thấy bốn phía không người, lịch thanh phong trực tiếp vận khởi nội kình, thi triển cái này du chuẩn xuyên không quyết. Vèo Một tiếng xé gió rất nhỏ vang vọng, lịch thanh phong đã xuất hiện ở ngoài 50 bước. Trăm bước ước chừng bằng với lịch thanh phong kiếp trước 50 thước. 50 mét một giây phải nói không hổ là du chuẩn xuyên không quyết xuất thần nhập hóa sao. Giống như kiếp trước xem qua một cái phổ cập khoa học, du chuẩn tốc độ có thể đạt tới gần 390 km mỗi giờ. Cho nên, môn khinh công này chủ yếu là tốc độ nhanh, mà không phải lăng ba vi bộ loại này tràn trọc xê dịch. Không biết sau khi du chuẩn xuyên không quyết thăng cấp đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh sẽ như thế nào? Tốc độ nhanh như vậy, nếu đụng phải địch nhân, địch nhân đại khái liền trực tiếp bị đụng chết giống như ta cũng sẽ bị đụng chết, trách không được cái kia hái hoa tặc nhiều lần đều là đào tẩu, mà không dám cùng lục ác ti vừa chính diện. Chương 7 Cực tốt mê hoặc chi phát Tiền có thể thông quỷ thần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, thiên hạ võ công duy khoái bất phá nếu là du chuẩn xuyên không quyết này tăng lên tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh thậm chí phản phát quy chân, chỉ sợ thật sự có thể làm được một giây trăm mét thậm chí tốc độ cao hơn cũng nói không chừng dưới tốc độ như vậy cho dù chỉ là một hòn đá nhỏ cũng có thể tạo thành uy lực của súng ống đạn kiếp trước đổi thành một người nhưng vấn đề duy nhất chính là thân thể của lịch thanh phong rất là yếu ớt nếu như có thể làm được một quyển hoành luyện công pháp đến bổ túc thân thể cường độ lời nói lịch thanh phong tựa hồ đã thấy được tương lai chính mình ở trong vạn quân đấu đá lung tung bị hắn đụng tới liền chết một mảng lớn hình ảnh hút đi một ngụm đem nước miếng sắp chảy ra hút trở về đáng tiếc nếu muốn thăng cấp du chuẩn xuyên không quyết lên cảnh giới siêu phàm nhập thánh còn cần hơn mười vạn tu vi dựa theo tốc độ trước mắt phải gần một năm không tăng lên cảnh giới võ đạo mới có thể tồn tại nhiều tu vi như vậy xem ra kế hoạch phải sớm đêm qua lịch thanh phong vắt óc suy nghĩ hồi lâu về sau quyết định vẫn là đi mang theo đầu heo bái thần phật đường tắt dù sao báo cáo triệu khai thái này phản tạc dấu tài bảo có tính không xác định rất lớn thậm chí làm không chừng sẽ bị giết người diệt khẩu trừ phi thực lực của hắn đã đạt tới độ cao không cần lo lắng bị ngục điển giết người diệt khẩu nhưng cho đến lúc đó giao dịch quyền tiền là một điều tốt quý thương hiệu ngoại trường ngục điển ra còn có hai vị ngục lại tư nhân hạ ngục tốt nhóm đều là xưng hô hai vị ngục lại này là lao đầu trong đó một người họ từ là mục tiêu mà lịch thanh phong đã chọn ngày hôm sau lịch thanh phong chính là đem tiện nghi lão cha lúc chết tiền trợ cấp quan phủ hạ phát toàn bộ đổi thành ngân phiếu mang ở trên người tổng cộng một trăm lượng hai tấm ngân phiếu năm mươi lượng quản ngục còn chưa tới sao có quan thân chính là tốt a à, đi làm muộn đến nửa canh giờ tan tầm lại về sớm nửa canh giờ tiền lương còn cao hơn rất nhiều. Dù sao cũng không có việc gì để làm, Lịch Thanh Phong liền cầm danh sách tù nhân quý hiệu quan sát, cũng trực tiếp đi vào sâu trong phòng giam đem danh sách tù nhân cùng danh sách từng cái so sánh trí nhớ. Tuy nói quý thương hiệu có 81 cái phòng giam, nhưng đang giam tù phạm chỉ có 47 người, còn lại phòng giam hoặc là đã bị xử trảm, hoặc là tự là giống như hái hoa tạc lưu tam trọng thân thể bị tra tấn phế mà chết. Tần vô sông, thông mạch cảnh thất trọng, trộm cắp tiền trang mấy lần, cuối cùng bị lục ác ti tróc nã về quy án. Tiết Khải, bị tri phủ đại nhân kiện cáo mưu sát thân phu. Ngô Giang Đường Kim Hoa, thuế phàm cảnh bác trọng, mà giáo yêu đao hội phó đường chủ, không việc ác nào không làm, cực thiện mê hoặc phương pháp, dâm ba câu liền có thể làm người ta vì này điên cuồng, nhân viên tạm giam làm tắt lỗ tai, vạn không thể nghe này ngôn ngữ. Nhìn đến đây, đáy lòng lịch thanh phong một trận sợ hãi hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua lúc đi ăn cơm lão thái bà kia hình như đã nói gì với hắn chỉ là lúc ấy lòng hắn tràn đầy sầu não vì kinh nghiệm cái chết của cục cưng căn bản không chú ý lúc này cẩn thận hồi tưởng lại không phải tôi đã bị mê hoặc khống chế rồi chứ tỉ mỹ kể lại tất cả hành động và suy nghĩ ngày hôm qua sau khi cho đường kim hoa ăn xong đến giờ phút này sắp xếp lại nhiều lần lịch thanh phong mới xác định mình không bị mê hoặc khống chế trên này làm việc cũng quá không nghiêm túc chuyện quan trọng như vậy lại còn muốn ta tự mình đi phát hiện trách không được ngục tốt tỷ lệ tử vong cao như vậy một bên lầm bầm lấy lịch thanh phong nhưng là cước bộ theo tâm rời khỏi lao phòng thông đạo hướng phòng hình sự bên kia đi đến sợ lão thái bà im lặng này bỗng nhiên vận dụng thần công mê hoặc khống chế hắn nhưng hắn lại không biết lão thái bà này sớm đã buông tha mê hoặc lịch thanh phong hơn nữa đã mặc khác mê hoặc người khác trong phòng hình sự vẫn là một đám người đang cầm xúc sắc đánh bạc. Cuộc sống của người cai ngục thật tẻ nhạt. Lịch Thanh Phong mở miệng nói. Trương Thúc, Đinh Thúc, mọi người đã xem qua danh sách này chưa? Trương Tam ha ha cười. Người đứng đắn ai xem cái thứ kia, ngươi thật sự cho rằng làm ngục tốt chỉ cần đủ tận chức tận trách là có thể được đề bạc sao? Bên cạnh một cái so với lịch thanh phong sớm ba tháng đi vào tuổi trẻ ngục tốt cũng là cười nói. Trương Thúc nói đúng. Ở chỗ này ai không phải tổ tiên 18 đời đều là ngục tốt, 18 đời cũng không thể được đề bạc. Hắn gọi Trần Cương, cũng là cùng lịch thanh phong giống nhau, tại cha hắn sau khi chết, liền dựa theo ngục tốt tịch lệ thường, phụ tử tử kế thừa cái này thế tập tổn thế ngục tốt thân phận, trước mắt là phụ trách đổi đuốc công tác. Kỳ quái chính là người này mấy ngày hôm trước nhìn còn có vẻ bệnh, hai ngày nay ngược lại khí sắc tốt hơn. Lịch Thanh Phong cũng mặc kệ mọi người chế nhạo, chỉ là căn cứ vào tinh thần nhân đạo mở miệng nói. Mấy ngày trước Lục Ác Ti đưa tới lão Thái bà kia, dựa theo danh sách Hoa nói, là phó đường chủ của ma giáo yêu đao hội, cực thiện mê hoặc lòng người, bên trên còn đề nghị khi đối mặt với lão Thái bà này tận lực bịt lỗ tai, không nên nói chuyện với bà ta. Cũng là lúc này, Trần Cương bỗng nhiên kinh hô. Địch. Ba cái sáu. Trương Thúc có thể A, à, thông sát chú Trương thắng lớn rồi, lát nữa nhớ mời khách nha. Hiển nhiên, tâm tư của mọi người đều ở trên bàn đánh bạc, không ai coi những lời này của Lịch Thanh Phong ra gì. Lịch Thanh Phong cũng không quan tâm, nên hắn nhắc nhở hắn đã nhắc nhở. Vẫn phải buông bỏ tình tiết giúp người, tôn trọng vận mệnh người khác. Lịch Thanh Phong xoay người đi ra khỏi hình phòng, từ xa đã thấy ngục lại họ từ học theo người của ngục sư chậm rãi đi tới. Từ lao đầu từ lao đầu nhìn về phía lịch thanh phong trong mắt có một loại cảm giác xa lạ mới tới lịch thanh phong vâng người mới có việc gì lịch thanh phong lúc này mở miệng nói hồi lao đầu mà nói tiểu nhân là mới tới bị an bại đi đưa cơm nhưng có cái tù phạm khi dễ ta khinh người quá đáng tiểu nhân muốn thỉnh lao đầu đem hắn thẩm vấn ra cho hắn một lần đại hình từ Lao đầu ánh mắt hơi sáng lên, cũng mở miệng nói: "Tiểu Lịch à, cái này không hợp quy củ. Dựa theo luật pháp quy định, thẩm vấn bất luận cái gì tù phạm đều là phải đi trình tự, hơn nữa người ta tù phạm đều là sắp chết người, cần gì cùng sắp chết người tức giận đâu này." Lịch Thanh Phong cười lạnh, trên mặt hiện lên nụ cười, từ trong ngực lấy ra một ngân phiếu đưa tới. Từ Lao đầu cúi đầu nhìn: "Giỏi lắm. 50 lượng ngân phiếu." Phải biết rằng cho dù là hắn thân là quan ngục, bổng lộc một tháng cũng chỉ có 8 lượng bạc mà thôi. Với bổng lộc 8 lượng bạc này, nói ra đều là thu nhập cao khủng khiếp. Lật tay khéo léo cất ngân phiếu vào tay áo, từ lao đầu lúc này mới mở miệng. Xem ra huynh đệ tiểu lịch thật sự bị khi dễ. Là phạm nhân nào lại dám khi dễ huynh đệ của từ thành ta? Hắn không biết từ thành ta là người đứng thứ hai sao? ngay cả huynh đệ của người đứng thứ hai cũng dám khi dễ, là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lịch Thanh Phong mừng rỡ. Tìm thư uyển Vê đúc Vê đúc Vê đúc chấm giao su xuyên chấm công tiền có thể thông quỷ thần. Hồi lao đầu mà nói, là số 27 tù phạm tầng vô sông, còn có số 38 chu lam, còn có số 9 Hạng xuân lan, còn có. Mắt thấy Lịch Thanh Phong còn muốn nói tiếp, từ thành trực tiếp cắt đứt. Đề thẩm tầng vô sông cùng chu lam, tiểu lịch huynh đệ, ngươi cũng phải hiểu khó xử của ta. Hơn nữa, thứ này dết gà dọa khỉ là tốt rồi, cả hai đi hình phòng thượng hình, những thứ khác tự nhiên không dám khi dễ ngươi. Nói xong, Từ Thành đưa chìa khóa số 27 và số 38 cho lịch thanh phong. Trước khi tan tầm đưa chìa khóa cho tôi là được, cho dù đánh chết cũng không thành vấn đề. Đa tạ đại nhân. Lấy được chìa khóa, lịch thanh phong chính là khẩn cấp hướng phòng giam chỗ sâu đi đến đem tận vô song cùng chu lam phân biệt kéo ra ở trong phòng hình sự thử một chút các loại hình cụ không thể không nói hình cụ thật sự là đủ loại thậm chí còn có lưới dùng để lăng trì cùng tiểu đao sắc bén đến cực điểm bất quá nhìn bộ dáng mới tinh này sợ là còn chưa có phạm nhân ở trong hình phòng này hưởng thụ qua tấm lưới này nửa canh giờ sau lịch thanh phong lại một mình đem hai người đưa về trong phòng giam giam giữ theo thanh âm bị khóa vang vọng sách tù lại rung lên và tự động mở sang trang mới phạm nhân tần vô song võ đạo cảnh giới tụ khí bát trọng cấp bậc tội lỗi tam tinh tình trạng bị giam giữ lợi nhuận mười tu vi canh giờ phạm nhân tầng lam cảnh giới võ đạo thông mạch nhị trọng cấp bậc tội lỗi tam tinh tình trạng bị giam giữ, B5, 05 giá trị thông số cờ giờ, cài 2. Chương 8 Kinh mạch, 3 lần cơ hội rút thưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Lịch Thanh Phong hai mắt hơi sáng ngời lên Thêm hai em bé kinh nghiệm Mỗi canh giờ tu vi lợi nhuận thì là gia tăng tổng cộng 15 điểm Cũng xác thực giống như lúc trước Lịch Thanh Phong suy nghĩ như vậy, phạm nhân võ đạo cảnh giới cùng tội nghiệp đẳng cấp đều ảnh hưởng đến tiền lời. 50 lượng bạc này tiêu không quá oan uổng. Tiền tài đối với ta bây giờ mà nói vốn là tác dụng không lớn, chớ nói chi là đợi đến thực lực cường hãn về sau, chính là 50 lượng bạc còn không phải dễ như trở bàn tay được. Nhưng tiện nghi lão cha lưu lại tiền trợ cấp cũng chỉ có 100 lượng bạc, ngục tốt mỗi tháng cũng mới chỉ có 5 lượng bạc bổng lộc. nếu muốn lại như vậy quyền tiền giao dịch Trừ phi ta đi đào ra triệu khai thái tài bảo. Nhưng đến lúc đó, lai lịch đại lượng tiền tài cũng sẽ nói không rõ ràng. Trong đầu hắn một lần nữa toát ra ý niệm nọc lên tàn bảo địa đổi lấy đề bạc cai ngục. Hay là chờ thêm một chút. Nhàn rỗi vô sự, lịch thanh phong chính là ngồi ở trong góc điểm mở ngục thư từng chút từng chút quan sát ngục thư thu thập tội phạm video. Phó đường chủ yêu đao hội này cũng không khỏi quá tài dị đi. Lão tổ bán hàng đa cấp. Trong hình, chỉ thấy yêu đao hội phó đường chủ đường Kim Hoa tại lần đầu tiên bị lục ác ti bắt được thời điểm, chỉ là đối với áp giải nàng một người trong đó nói một ít lời, cái kia lục ác ti người liền trở nên vẻ mặt cuồng nhiệt, cũng thừa dịp hắn phụ trách gác đêm thời điểm giết chết một cái khác gác đêm người, thả ra đường Kim Hoa. Lần đó, 20 nhân viên lục ác ti áp giải đường Kim Hoa chỉ có một người nhảy xuống vách núi sống sót. Xem ra, nhất định phải chuẩn bị bịt tai xem xong đường kim hoa phạm tội video về sau, lịch thanh phong hơi hơi trầm mặt lên. Thế giới này quá nguy hiểm. Phải cậu đến vô địch mới có thể rời núi. Tuyệt đối không thể sớm xuất hiện ở ngoài sáng trở thành biên ngắm cho những yêu ma này. Hắn lần nữa kiên định cái này tín niệm, sau đó liền quay đầu đi đem mới thu thập tầng vô song cùng chu Lam phạm tội video điều tra xem. Người này. Trách không được có thể trộm tiền trang này từng vô song nhưng là mỗi lần đều trà trộn vào tiền trang làm công. Hơn nữa không ai có thể nhìn ra hắn võ đạo cảnh giới đến, đều chỉ cho rằng hắn là người bình thường. Đợi đến khi bóng đêm buông xuống, lực lượng thủ vệ của tiền trang bạc yếu đi, hắn liền ngoài dự đoán của mọi người bộc phát ra tụ khí cảnh bác trọng thực lực, giết chết những người khác trong tiền trang, sau đó mang theo bạc chạy trốn. Bộ sách như thế, có thể nói một chiêu ăn tươi khắp trời thậm chí một lần để cho tiền trang bị trộm tin đồn là yêu quái gây nên là pháp môn che giấu khí tức sao trong mắt lịch thanh phong lóe ra khát vọng đây là pháp môn rất cần thiết đối với ta trong khoảng thời gian này khí sắc của ta đã càng ngày càng tốt cũng may mắn không có người ngoài đến thiên lao ngục lại chỉ là huyết khí cảnh nhìn không ra thực lực của ta ngục điển lại thường xuyên không đến quý thương hiệu bên này nhưng rốt cuộc sẽ có một ngày bị phát hiện Đến lúc đó, khó bảo đảm sẽ không có người đoán ra ta có bí mật gì mà bắt đầu nhằm vào ta. Nhưng nếu như ta có một quyển công pháp che giấu khí tức như vậy, trực tiếp giết tầng vô song sao? Kinh nghiệm sau khi cục cưng chết đi, chính là có thể rút ra kinh nghiệm võ học của cục cưng. Nếu là có thể đạt được cái này tầng vô song che giấu khí tức công pháp, Lịch Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ không lo lắng bị người khác nhìn ra thực lực của mình đến xem ra 50 lượng tiền trợ cấp còn lại của lão cha không giữ được. Lịch Thanh Phong xoay người đi về phía hình phòng. So với tầng vô song mang đến mỗi canh giờ 10 điểm tu vi tiền lợi, tự nhiên là đạt được đối phương che giấu khí tức pháp môn trọng yếu hơn một ít. Nếu là hắn trong khoảng thời gian này biến hóa bị người khác phát hiện, bị phơi bày ra ánh sáng, kia đối với hắn mà nói mới là cục diện bất lợi nhất. Từ lao đầu. Từ thành mỉm cười. Là anh em tiểu lịch lịch thanh phong cũng không nói nhảm nhiều trực tiếp mở miệng nói số hai mươi bảy con chó kia thật quá đáng từ thành chuyện này đi bổn lao đầu cũng không phải không muốn giúp ngươi thật sự là bổn lao đầu cũng gánh chịu nguy hiểm đây lần trước ngươi đề thẩm hai người kia sự tình còn năm mươi lượng ngân phiếu âm thầm đưa tới từ thành quen thuộc đến cực điểm tiếp nhận ngân phiếu nhìn thấy vẫn là năm mươi lượng mệnh giá ai nhưng ai bảo ngươi là huynh đệ của ta đây cổ nhân nói rất hay, vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Hôm nay từ mổ cũng bất chấp tất cả. Lịch Thanh Phong Đa tạ từ đại nhân Tiểu nhân muốn thêm phạm nhân số 7, phạm nhân số 44, tổng cộng thẩm vấn ba người này. Lần trước thẩm vấn hai người, lần này thêm một người hẳn là vấn đề không lớn. Quả nhiên, từ thành rất sảng khoái lấy ra ba cái chìa khóa. Vẫn là trước khi tan tầm đem chìa khóa đưa tới là được. Lịch Thanh Phong gật đầu, cầm lấy chìa khóa, hắn đi thẳng đến phòng giam số 27. Trong phòng giam u ám, Lịch Thanh Phong. Số 27. Ra đây. Tần Vô Song hai mắt dại ra nhìn qua. Lịch Thanh Phong đi tới nắm lấy cánh tay Tần Vô Song. Tần Vô Song, cẩu vật, cẩu quan, cẩu tặc. Nếu không là lão tử kinh mạch bị phong bế, chỉ bằng ngươi lịch thanh phong lười phản ứng trực tiếp kéo tầng vô song đi ra ngoài sau khi đến hình phòng đáy lòng lịch thanh phong có chút run rẩy giết người lúc trước chỉ là ngẫm lại còn cảm thấy không có gì nhưng khi phạm nhân này tự như cá trên thớt nằm ở nơi đó chỉ chờ hắn dùng hình cụ giết chết đối phương đáy lòng hắn lại có vài phần không đành lòng đây là một thế giới ăn thịt người không thể lại đem kiếp trước kia một bộ tư tưởng lẫn lộn vào đây ta phải nhanh chóng thích ứng cái này tàn khốc thế giới, nếu không, ngày sau một tia nương tay nói không chừng sẽ hại chính ta chết không có chỗ chôn. Đã muốn luyện lá gan, phải thích ứng tàn khốc cùng máu tanh. Lịch Thanh Phong đem tấm lưới lớn thoạt nhìn mới tin, do thiên tạm ti chế tạo bao phủ trên người tầng vô sông. Lão tử còn không có hình phạt đâu. Coi như hình phạt, lão tử trộm ít bạc như vậy cũng không đủ lăng trì tiêu chuẩn A. Đậu má. Anh đừng tới đây đại nhân tha mạng a à. lịch thanh phong thì vẽ mặt chuyên chú cầm theo lăng trị tiểu đao sắc bén đến cực điểm bắt đầu thượng hình tận vô sông một đao đi xuống tựa hồ là do lưỡi dao quá nhanh khối thịt từ trong lưới nặng ra kia bị gọt xuống máu chưa kịp thẩm thấu chỉ nhìn thấy một tầng thịt màu trắng qua đại khái một giây đồng hồ máu mới từ trong thịt màu trắng thẩm thấu ra trong phút chốc liền máu tươi đầm đìa a à, đau quá ta khai ta trộm được tiền tài tất cả đều để di hồng viện tiểu xuân cất giấu, giữ lại về sau để cho nàng chuộc thân. a, à, ta đã khai rồi. Đại nhân. Đại nhân ngươi cho ta thống khoái đi. Lịch thanh phong khẽ nhíu mày, cầm lấy một cái khác hình cụ, trực tiếp đưa vào tầng vô song trong miệng, đem đầu lưỡi cắt xuống. Một đao tiếp một đao. Không biết sau bao nhiêu đao, vị trí thịt bị cắt kia, toát ra không còn là máu tươi, mà là một loại khí thể màu trắng ngà khí này mang theo hai cảm xúc lạnh lẽo và ấm áp càng là mắt thường có thể thấy được khí thể màu trắng nhà kia là từ một cái đường ống nho nhỏ bên trong toát ra kinh mạch chân khí trong cơ thể con người thật đúng là có thể giải phẫu ra kinh mạch trong kinh mạch thật đúng là có chân khí lưu động kiếp trước sinh vật khóa học học được nhân thể sinh lý tri thức bị trước mắt một màn nát bấy đến rối tinh rối mù tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su sinh chấm công lịch thanh phong tò mò tiếp tục bắt đầu lăn trì nhưng hắn lại có ý thức dọc theo cái kia kinh mạch vị trí đem chung quanh thịt cắt đi từng chút từng chút đem kinh mạch hoàn toàn bày ra cùng sinh vật khóa bất đồng nhưng tựa hồ cùng kiếp trước trung y lý luận kinh mạch độ giống như hoàn toàn đối thượng cái này một đầu rõ ràng là thủ thiếu âm tâm kinh xu thế cùng lúc trước đại học học kinh mạch đồ thượng vẽ cơ hồ giống nhau như đúc tiếp tục đi một đao tiếp một đao. Lại qua không đến một nén nhang, Lịch Thanh Phong lại một đao cắt xuống. Trước mắt nhìn thấy kinh mạch toàn bộ tan thành mây khói, phản phất chưa bao giờ từng tồn tại bình thường trực tiếp từ tầng vô song trên thân thể triệt triệt để để biến mất. Kinh mạch không còn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng vô song đã hoàn toàn nghiêng đầu tắt thở. Đã chết. Kinh mạch sẽ tự động biến mất sao? Vậy nói cách khác kinh mạch chẳng phải là có quan hệ với linh hồn con người, mà quan hệ với thân thể vật chất không phải rất lớn sao. Hơi trầm ngâm. Lịch Thanh Phong lại không phát hiện, giờ phút này hắn có hướng tới khoa học cùng nhân phát triển xu thế. Mà cùng lúc đó, Mục Thư khẽ rung lên, tự động hiện lên ở Lịch Thanh Phong trước mắt, cũng triển khai đến trước đó thu thập tầng vô sông một trang kia. Tầng vô sông tượng người cùng tương quan tin tức văn tự dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Sau đó, liền giống như lúc trước hái hoa tặc chết đi đồng dạng, cái kia trống rỗng trang giấy bên trên hiện ra rất nhiều đoạn ánh sáng đến. Lần này làm sao có ba lần cơ hội rút thưởng. Chương 9 Bốn Phẩm Võ Học Hóa Phạm Quyết Tiểu nhân không muốn cái gì đại công. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, trong mắt lịch thanh phong hiện ra một tia hồ nghi lần trước hái hoa tặc lưu tam trọng chết thời điểm rõ ràng chỉ có một lần rút thưởng cơ hội. Chẳng lẽ là bởi vì người này là ta tự tay giết, cho nên cho ba lần rút thưởng cơ hội, mà hái hoa tặc cũng không phải ta giết cho nên chỉ có một lần rút thưởng cơ hội sao? Đè xuống suy đoán trong lòng, trong mắt lịch thanh phong hiện lên chờ mong. Rút thưởng. Trên trang giấy trắng, ánh sáng lóe lên. Một lát sau, lớn nhất cái kia quan đoàn chui vào lịch thanh phong trong đầu, một cổ khổng lồ tin tức lưu tràn vào lịch thanh phong trong đầu chỗ sâu. Hóa phàm quyết. Hắn phản phất hóa thành tầng vô sông, trực tiếp ở trong đầu ảo cảnh bên trong, hoàn chỉnh chỉnh thể nghiệm một lần tầng vô sông tu luyện cùng môn công pháp này hết thảy kinh nghiệm. Một lát sau, lịch thanh phong đã trải qua tất cả kinh nghiệm của tầng vô sông, đã thông hiểu đạo lý với quyển hóa phàm quyết này. Còn có hai lần cơ hội rút thưởng. Còn có thể hút được cái gì? Hút đi ý niệm khẽ động cái kia trống rỗng trang bịa bên trên lần nữa có hai cái quan đoàn hiện ra trực tiếp dung nhập lịch thanh phong trong thân thể chúc mừng rút trúng tu vi ba nghìn điểm chúc mừng rút trúng tu vi ba nghìn điểm có thể trực tiếp rút trúng tu vi lịch thanh phong hơi kinh ngạc nói như vậy giết phạm nhân tựa hồ cũng là một lựa chọn không tồi Tỷ như cái này tận vô song hắn còn sống thời điểm chỉ có thể mỗi canh giờ cung cấp cho lịch thanh phong 10 điểm tu vi, một ngày xuống tới cũng liền 120 điểm tu vi. Phải gần 2 tháng mới có thể cung cấp cho hắn 6.000 điểm tu vi. Nhưng sau khi tự tay giết hắn, liên tục 3 lần rút thưởng, ngoại trừ rút được môn võ học hóa phạm quyết này ra, còn rút được tổng cộng 6.000 điểm tu vi. Suy nghĩ sắp thay đổi rồi. Nếu tự tay giết chết phạm nhân có thể sớm đạt được đại lượng tu vi khen thưởng. Lịch Thanh Phong một lần nữa xem kỹ chuyện dùng tài bảo giấu kín của phản tạc triệu khai thái đổi lấy thăng quan. Chỉ cần thăng lên làm quan cai ngục, ông ta sẽ có quyền xét xử bất cứ lúc nào 46 tên tội phạm quý hiệu cùng với quyền thượng hình cho 46 tên tội phạm này. Mà lên hình, sẽ luôn có phạm nhân chịu không nổi mà chết. Mà đồng thời, hắn cũng có thể thu nhận càng nhiều kinh nghiệm bảo bảo, mặc dù không chết, cũng có thể đạt được gấp 10 lần trở lên tu vi tăng lên tốc độ dù cho ngục điển thật sự tính toán tại biết được tàn bảo sau đó muốn giết chính mình diệt khẩu, khi đó lịch thanh phong cũng không phải hoàn toàn không có sức tự vệ. Chỉ cần ở nguy hiểm tiến đến trước, trắng trận giết chóc một đám tù phạm là có thể đạt được thực lực trên nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến đây, lịch thanh phong xoay người đi ra cửa phòng, rửa tay. Ngay sau đó, hắn lại đi thẩm vấn hai phạm nhân còn lại, tùy tiện mang lên một ít hình cụ không tàn khốc, liền đem hai người kia giam giữ trở về. Ngục Chủ, Lịch Thanh Phong võ đạo cảnh giới, thông mạch nhất trọng, 60, mươi, một nghìn, công pháp, du chuẩn xuyên không quyết, ngũ phẩm, cảnh giới, xuất thần nhập hóa, bảy nghìn năm mười hai, một hai không 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 hóa phạm quyết tứ phẩm, cảnh giới, đăng phong tạo cực, năm nghìn trăm tám có thể dùng tu vi. 7555 Lịch Thanh Phong lúc này thi triển Hóa Phàm Quyết, theo Hóa Phàm Quyết triển khai, hắn một thân võ đạo khí tức bị che giấu đi xuống, thoạt nhìn liền giống như một người bình thường đồng dạng. Nhưng, không đủ bảo hiểm, tầng vô song có thể bị bắt về quy án tựu đại biểu là có người nhìn thấu hắn võ đạo cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lịch Thanh Phong trực tiếp đem Hóa Phàm Quyết từ đăng phong tạo cực cảnh giới trực tiếp thêm điểm, tăng lên tới xuất thần nhập hóa cấp bậc giờ phút này hóa phàm quyết bao phủ dưới, hắn một thân võ đạo khí tức quả nhiên là không nhìn ra chút nào. Sau này cũng nên ưu tiên nâng cao cảnh giới hóa phàm quyết mới được, tận khả năng tránh cho có người nhìn thấu thực lực của ta. Tiếp tục lật xem sách tù, mục thư mới thu nhận hai cái kinh nghiệm bảo bảo thì là vừa vặn bù đắp mất tầng vô song sau khi chết đi tiền lợi lỗ lã. Tổng lợi nhuận của hắn vẫn là 55 tu vi mỗi canh giờ. Nhìn thoáng qua cách vách, phát hiện trương tam cùng trần cương đám mục tốt còn đang vong tình đánh bạc lịch thanh phong liền đem chìa khóa trả lại cho từ lao đầu sau đó chính là hướng về vị trí phòng tổng hợp tầng một thiên lao nhìn qua liễu mục điển của quý thương hiệu thường xuyên ở bên kia tự hồ là muốn thường xuyên ở trước mặt ngục sư đại hầu hạ chờ mong có thể tiến thêm một bước trên con đường làm quan ngày hôm sau sau khi tan ca lịch thanh phong trực tiếp đi đến chỗ tổng xử lý Ngục tốt quý thương hiệu nhỏ lịch thanh phong bái kiến ngục điển đại nhân. Liễu ngục điển? Có việc gì? Lịch thanh phong. Hồi bẩm ngục điển đại nhân, tiểu nhân thẩm tra ra bí mật của phản tạc triệu khai thái, biết được hắn cướp đoạt tiền tài tàn bảo. Liễu ngục điển giật mình, cả người cũng theo bản năng ngồi thẳng người. Lời này là thật. Thật sự. Trong mắt ngục điển hiện lên ánh mắt của một lão hồ ly sao ngươi cậy miệng hắn ra phải biết rằng vì từ chỗ triệu khai thái biết được những tài bảo này hắn cứ ba ngày lại phải tự mình đi thẩm vấn triệu khai thái hình cụ trong hình phòng hắn đều dùng qua không chỉ một lần nhưng triệu khai thái kia quả thực chính là tảng đá trong hầm cầu mặc cho thượng hình như thế nào đừng nói là tìm ra nơi cất giấu bảo vật chính là một tiếng rên rỉ cũng không có phát ra lịch thanh phong mặt không đỏ không thở hổn hển đem sớm biên soạn tốt lý do thoái thác nói ra có mấy cái tội phạm tại tiểu nhân đưa cơm thời điểm nhục mạ tiểu nhân mà tiểu nhân nhẫn nhất thời càng nghĩ càng tức lui một bước càng tính càng thiệt thòi hắn một cái tử hình phạm dựa vào cái gì nhục mạ tiểu nhân tiểu nhân dựa vào cái gì mà bị một phạm nhân tử hình như hắn chọc giận vì thế tiểu nhân liền trả giá một trăm lượng bạc mời từ lao đầu ra mặt đề thẩm bọn họ một người trong đó gọi tần vô song vũ nhục tiểu nhân ác nhất tìm thư quyển www chấm com tiểu nhân liền đem hắn lăng trì. Lời nói dối cao minh nhất là tất cả đều là sự thật, nhưng lại hợp thành một kết luận giả dối. Đương nhiên, kế tiếp mới là mấu chốt của lời nói dối. Ai biết, cái này tần vô song dĩ nhiên đã từng là triệu khai thái dưới trướng một cái phản tặc hơn nữa có một môn tứ phẩm ẩn dấu khí tức pháp quyết, hắn toàn bộ quá trình tham dự triệu khai thái chôn dấu bảo tàng sự tình nhưng dựa vào giả chết cùng ẩn giấu khí tức tránh đi triệu khai thái giết người diệt khẩu có thể đào tẩu, lại bởi vì trộm cắp tiền trang bị bị bắt. Triệu khai thái cố nhiên không nói, nhưng lúc tần vô song bị tiểu nhân cho nổi giận lăng trì, cái gì cũng đã nói. Một điện mắt lóe kim quang. Khi chính diện không thể đánh hạ, phải nghĩ biện pháp nói bóng nói gió. Đây là danh ngôn của một vị đại nhân mấy trăm năm trước của Trấn Thủ Ti nhưng ngục điển làm sao có thể nghĩ đến tầng vô song trọng cấp tiền trang này cùng triệu khai thái có quan hệ như vậy. Trên hồ sơ rõ ràng không có tin tức liên quan ghi lại. Hơn nữa, mỗi lần trấn áp phản tặc đều là nhằm vào phản tặc thủ lĩnh cùng cao tầng, những kia tham dự mưu phản lưu dân, thật nếu chạy, đừng nói là lục ác ti, chính là đại đường triều đình toàn lực ứng phó lục soát cũng chưa chắc có thể toàn bộ bắt được. Vốn y theo bộ dáng xương cứng của triệu khai thái, Phần tài bảo này đại khái là không còn cơ hội thấy lại ánh mặt trời, cũng không ngờ dưới tay ngục tốt lại có người cho hắn một phần kinh hỷ lớn như vậy. Ngục cầm đương lập tức đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng. Tốt. Tốt. Chuyện này ngươi làm không tệ. Nếu việc này là thật, ta nhớ ngươi. Lịch Thanh Phong có một đại công. Lịch Thanh Phong chấp tay hành lễ. Đa tạ đại nhân. Nhưng Lịch Thanh Phong cũng không có lui đi mà là mở miệng nói. Đại nhân, tiểu nhân không muốn cái gì đại công, tiểu nhân chỉ muốn hướng đại nhân muốn hai dạng ban thưởng. Chương 10 Trần Cương bị mê hoặc khống chế. Tạm thời an toàn tính mệnh mới là chính đạo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nghe vậy, trong mắt ngục điển hiện lên một tia tinh mang. Nói xem. Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, bản ngục điển đều có thể đáp ứng ngươi lịch thanh phong hơi ngẩng đầu tiểu nhân muốn một bộ thượng tam phẩm võ học công pháp chính mình tu luyện hoặc là làm gia truyền tuyệt học ngoài ra đứa nhỏ có lẽ thích hợp thẩm vấn phạm nhân hơn là đưa cơm cho phạm nhân vì vậy đứa nhỏ muốn xin người lớn một công việc có thể thẩm vấn phạm nhân ngục điển cẩn thận quan sát lịch thanh phong coi như là một tên cai ngục có lòng cầu tiến hơn nữa không phải rất tham lam nhưng cũng không phải chính nhân quân tử thật sự không lấy một xu cũng không tham, là một người đáng giá bồi dưỡng. Trong khi đó, Ngục Điển cũng gần như xác định tiểu tử này là xác nhận cái này tàn bảo địa tính chân thật, nếu không, hắn làm sao dám sớm muốn chỗ tốt. Ngục Điển trầm tư một lát. Một bộ thường tam phẩm công pháp có thể làm cho người ta ít nhất tu luyện tới bảo đang cảnh giới, đây không phải bản quan có thể tiếp xúc tới thậm chí trung tam phẩm công pháp cũng không phải bản quan có thể dễ dàng tiếp xúc đến, bản ngục điển chỉ có thể đáp ứng cho ngươi một bộ hạ tam phẩm công pháp. Về phần công việc, mỗi cửa hiệu nhiều nhất có thể có 5 ngục quan, mà nay cửa hiệu quý của ta còn thiếu 3 ngục quan, ngươi làm ngục quan thứ ba của cửa hiệu quý của ta đi. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, nếu là hắn nhật bản ngục điển thăng chức, bổn ngục điển cam đoan ngươi là quý thương hiệu kế tiếp ngục điển. Lịch Thanh Phong giả bộ vui mừng quá đổi. Đa Tạ đại nhân. Tiểu nhân xin chúc đại nhân thăng chức. Sau khi bái lễ, Lịch Thanh Phong thối lui. Mà Ngục Điển thì khẩn cấp đưa nhân mã tới, trực tiếp dựa theo địa chỉ Lịch Thanh Phong nói đi điều tra. Việc này nếu là thật, hắn nếu là lựa chọn báo cáo, đó chính là ngập trời đại công một kiện. Nói không chừng có thể từ cửu phẩm Ngục Điển trực tiếp thăng chức cửu phẩm Ngục sư thậm chí sẽ bởi vì hôm nay vị ngục sư này còn khỏe mạnh hắn có thể sẽ bởi vậy điều rời khỏi thiên lao cái địa phương nguy hiểm quá lớn này hắn nếu là không lựa chọn báo cáo kia phản tặc cướp đoạt một lượng lớn tài phú có thể tất cả đều có thể vào hầu bao của hắn đến lúc đó có tài phú khổng lồ như thế khơi thông quan hệ điều đi các bộ phận khác thăng chức không phải cũng dễ như trở bàn tay sao sáng sớm hôm sau lịch thanh phong như thường ngày đưa cơm chấm dứt sau đó liền trở lại hình phòng bên trong cũng là lúc này trần cương nhanh chóng đứng dậy thiếu chút nữa quên đi đổi đuốc trương tam tiểu trần cậu phải nhanh trở về đi chỉ cần cậu ngồi bên cạnh tôi vận may của tôi cũng không phải tốt bình thường quay đầu thắng chắc chắn có phần của cậu trần cương ha ha được rồi trần cương xoay người đi ra ngoài tiếng ồn ào đánh bạc uống rượu tiếp tục vang vọng lịch thanh phong lại cảm thấy kỳ quái hắn đến thiên lao lúc ban đầu mấy ngày này trần cương là mỗi lần đều phải chờ hắn đưa cơm thời điểm mới đi đổi đuốc để cho hắn giúp đỡ thay đổi đuốc mấy ngày nay lại tựa hồ cố ý tránh né chính mình thời gian chậm rãi trôi qua xui xẻo lại thua trương tam ném miếng bạc vụn ra ngoài ngẩng đầu nhìn về phía phòng giam tiểu trần xảy ra chuyện gì đổi đuốc đã đổi gần nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa về chú đinh mở miệng nói sẽ không bị tử tù hãm hại chứ trước kia đã từng xảy ra chuyện như vậy không phải không có loại khả năng này trương tam nhìn về phía lịch thanh phong tiểu lịch ngươi đi xem lịch thanh phong hơi ngẩng đầu nếu là người khác sai khiến hắn như vậy hắn thật đúng là không vui đáp ứng nhưng trương tam tốt xấu gì là tương đối chiếu cố hắn tôi đi ngay đây một lát sau lịch thanh phong đứng ở phòng giam thông đạo nhìn cái kia bị mở ra số 81 phòng giam, đáy lòng hơi giật mình. Cùng lúc đó, Lịch Thanh Phong nhìn thấy số 81 phòng giam vị trí, một cái bóng đen từ trong đó đi ra. Đúng là Trần Cương đã biến mất nửa canh giờ. Hắn từ trong đó đi ra, kẻo kẹp một tiếng đóng cửa phòng giam rồi sau đó khóa lại, cũng là đứng tại chỗ nửa ngày không có động tĩnh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt vẫn chưa hết, trong mắt kích động cùng hưng phấn chi sắc càng là dễ thấy đến cực điểm. Nổi bật nhất chính là khí tức trên người hắn tự hồ lại tăng lên một mảng lớn. Lịch Thanh Phong chậm rãi đi tới. "Trần Ca." Trần Cương giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cho thấy rõ là Lịch Thanh Phong thời điểm, hắn nhanh chóng đè xuống nội tâm kinh hải, làm bộ rất là bình tĩnh mở miệng nói. "Lịch Thanh. Tiểu Lịch là ngươi a?" Lịch Thanh Phong ánh mắt cổ quái nhìn về phía Trần Cương lỗ tai. Người này vừa mới từ số 81 phòng giam đi ra, mà không có tháo xuống tai nghe động tác. Nói cách khác, anh chàng này hoàn toàn không đeo tai nghe. Hơn nữa, hắn chỉ là tới đổi đuốc, như thế nào liền lấy được số 81 xà liêm chìa khóa, thậm chí còn đi vào. Tên này không phải đã bị yêu đau hội phó đường chủ đường kim hoa mê hoặc khống chế rồi chứ. Suy nghĩ đến đây, lịch thanh phong không giấu vết lui về phía sau một bước, nội kình lại càng hơi điều động, chuẩn bị tùy thời thi triển du chuẩn xuyên không quyết chạy trốn. Làm xong những chuẩn bị này, Lịch Thanh Phong lúc này mới hướng Trần Cương chắp tay. Đều tại ta đi đường không có động tĩnh, xin lỗi. Vi Vi xin lỗi một câu, thấy người này tự hồ vẫn duy trì bình thường, Lịch Thanh Phong lúc này mới mở miệng nói tiếp. Ngươi đổi đuốc trì hoãn quá lâu, trương thúc bọn họ lo lắng bên ngươi có phải đã xảy ra chuyện hay không, lúc này mới để cho ta tới xem. Trần Cương cười ha ha sợ không phải quần lót chú Trương thua rồi sao? Đổi đuốc mà thôi, tìm Thư Uyển thì có chuyện gì? Hắn vừa nói ánh mắt đã có vài phần né tránh, lập tức làm ra bộ dáng tùy tiện. Xem ra Trương Thúc thật sự thua thảm, ta đây đi về trước. Nói xong, Trần Cương bước nhanh về phía phòng hình sự. Lịch Thanh Phong đưa mắt nhìn đối phương đi xa, chờ nhìn thấy đối phương đi vào hình phòng, ánh mắt của hắn mới dần dần lạnh như băng. Tên này tuyệt đối có vấn đề mấy ngày hôm trước thân thể của hắn bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp không nói, hôm nay càng là huyết khí lần thứ hai nâng cao, tràn đầy tới một cái cực điểm, hơn nữa hắn thừa dịp đổi đút tiến vào số 81 lao phòng. Nói không chừng tên này đã bị đường kim hoa mê hoặc khống chế. Nghĩ đến trong hồ sơ ghi lại, còn có nội dung liên quan đến video phạm tội của đường kim hoa, lịch thanh phong khẽ nhíu mày. Sắp tới sợ là có chuyện lớn sắp xảy ra tiểu tử này nếu đột nhiên đánh lén thậm chí trực tiếp thả đường kim hoa ra. Hay là dứt khoát xin nghỉ vài ngày. Còn nữa, hắn rốt cuộc là làm sao lấy được chìa khóa phòng giam số 81? Hay là vương lao đầu hoặc từ lao đầu có người cũng bị mê hoặc khống chế? Chìa khóa của cửa hiệu quý tổng cộng chỉ có ba phần. Ngục điển cùng hai vị cai ngục mỗi người có một phần chìa khóa, giống như bọn họ những này bình thường ngục tốt, là không có tư cách chạm tới chìa khóa cũng là như thế, đề thẩm phạm nhân mới cần ít nhất thân phận cai ngục, nếu không chỉ là cửa lao cũng không mở ra, còn đề thẩm cái gì? Quên đi, chuyện không liên quan đến mình, cứ treo cao lên. Thần bản ngục tốt, trong giữ phạm nhân tại thiên lao, cẩu toàn tánh mạng tại loạn thế, không cầu nghe hiểu tại chư hầu. Bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Xin nghỉ phép đi. Miễn cho bị liên lụy.